Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm Quý Tỵ 2013, tại pháp hội niệm Phật A Di Đà tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật hàng tuần. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ tư là Pháp Tạng Nhân Địa, và cứ mỗi chủ nhật chúng tôi đều khai triển những nghĩa thú ở trong bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Chúng tôi y cứ nơi cái cuốn Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Hạ Liên Cư hội tập và Ngài Hoàng Niệm Tổ chú giải những cái lời của Ngài Hạ Liên Cư, cho nên chúng tôi sẽ khai triển cái bộ kinh này từ giờ đến mãi mãi về sau, trừ trường hợp giác nhàn vãng sanh thì thôi. Còn nếu chưa vãng sanh thì Phật A Di Đà giao ở lại ngày nào thì mình lo cho tròn cái trách nhiệm, và chỉ lo một việc mà thôi. Một việc đó là giảng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này và niệm Phật A Di Đà, để mà một đời ngắn ngủi còn lại để mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi rất là tùy hỷ cái công đức của quý vị, cứ mỗi chủ nhật quý vị về để mà hưởng ứng cái buổi giảng của chúng tôi. Chúng tôi thấy cũng lạ là bao nhiêu năm nay có một mình chúng tôi giảng mà quý vị nghe hoài không có chán, và nghe hoài cũng không có ngán. Đáng lẽ một thầy giảng thì nghe thời gian kêu sao chán quá. Ông giảng tới giảng lui, giảng xuôi giảng ngược cũng một bộ kinh Vô Lượng Thọ với bốn chữ A Di Đà Phật và kêu mình vãng sanh, đâu có gì đâu để mà nghe. Xin thưa với cái pháp của Phật không phải để chúng ta chỉ nghe không mà thôi. Thưa quý vị, với những lời dạy của Phật không phải để chúng ta chỉ nghe không mà thôi. Đòi hỏi bạn phải phát đại nguyện. Phát đại nguyện nghĩa là chúng ta đem những cái lời trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này để chúng ta thực hành thì nó mới có cái hiệu quả. Còn nếu quý vị chỉ có tụng không mà không có đem cái nghĩa thú ở trong kinh ra để mà hành trì thì xin thưa hiệu quả không có. Chúng ta tụng thì nó chỉ được công đức tụng kinh, nhưng mình không có y theo cái lời trong kinh mình thực nghiệm thì cái kết quả nó không đem lại mỹ mãn lắm. Xin thông báo với quý vị, đêm hôm qua chúng tôi về lại nằm nó cứ trằn trọc suy nghĩ về những người trong phòng trợ niệm. Có một vị mới mất trước đây mấy hôm, không có thân nhân, và ở Sài Gòn người ta đóng cho ông một cái thùng cho ông nằm ở trong đó. Và hàng ngày thì có một cái cô đó, cô cứ đẩy ông ra bên ngoài để người ta ai cứ cho được đồng nào cho. Ông đi không được, ốm nheo ốm nhách nằm trong cái thùng. Tối thì người ta đẩy vô trong bóng cây cho ông nằm ở trong đó. Mà ông ốm còn bộ xương, ông không chết. Công nhận con người cũng khó chết thiệt đó nha. Thọ mạng nó chưa hết mà sao đến mức độ như vậy mà vẫn chưa chết. Rồi đi ngang qua ngang lại người ta cũng cho tiền ổng.
Và có người hàng ngày chỉ công việc là mang cơm, mang đồ đến, xong rồi đẩy ra đẩy vô. Sau cũng có một số Phật tử biết ở trên pháp hội của mình đó, đưa họ lên trên này, không có thân nhân, không có giấy tờ. Thì các chú hỏi ông thì ông muốn niệm Phật vãng sanh về cực lạc hay không. Mấy chú cũng khai thị đồ xong, ông thấy khổ quá đó, và ông muốn đi về cực lạc. Mấy năm nay vốn liếng ông được 800 ngàn, và ông đưa 800 ngàn này để mua cá phóng sanh cho ông, làm phước cho ông. Thì ông buông 800 ngàn ra và không muốn làm mình kẻ ăn xin lang thang ở đầu đường xó chợ nữa, mà muốn về trên này niệm Phật. Thì ông niệm Phật có 3 ngày ông đi, niệm Phật 3 ngày ông đi, ông ốm còn bộ xương, không ai ngó ngàng đến nữa. Cho nên quý vị hôm nay ngồi đây được cái may mắn là mình có gia đình, mình được lành lặn, là biết cái túc nghiệp của mình quá khứ cũng có gieo được cái căn lành phước báu, cho nên không ra cái nông nổi giống như vị này. Nhưng vị này cũng có cái túc duyên của quá khứ, gieo duyên với Tam Bảo, chắc cũng có một lần ngồi trong pháp hội nghe quý thầy giảng hay sao, cho nên bây giờ cái chủng tử ở trong tâm á nó hiện hành ra và gặp cái duyên đưa về chùa nghe tiếng niệm Phật để ra đi. Có những mảnh đời chúng tôi thấy cái phòng hộ niệm giúp cho họ rất là tốt, chúng tôi rất là tán thán những người trong phòng hộ niệm xuyên suốt 24 trên 24 chia ban ra niệm. Tối hôm qua vô thấy một cô đó, cái đầu của cổ nổi cục 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 đầy đầu hết trơn, mà đau nhức khó chịu vằn quại, nói không được nữa. Hỏi niệm Phật được không, cái chỉ là niệm trong tâm thôi, chứ cái miệng không niệm được, lỡ lét hết cái miệng, cái đầu mình chỉ thấy cái mục nó mọc ngay cái chân của mình thôi, nó nhức mình khó chịu rồi còn nó mọc ngay đầu đầy hết trơn, mục nào mục nấy bằng cái ngón tay cái nó đầy hết cả cái đầu luôn, mà cổ đau đớn, cổ nhức nhói, cổ khó chịu. Thì giáo nhà mới nói đây là cô trả quả, mà khi nó quả nó đến rồi thì phải nằm đó chịu trọng thôi. Nếu cô muốn trả cho nhanh đó, thì cô phát tâm cô niệm Phật, buông xả cái thân này đi, tha thiết nguyện thì cô về bên đó, cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sân thân sắc vàng ròng, không có đau bệnh nữa. Đứng nói chuyện cổ có chắp tay lên như vậy, tự nhiên trong lòng mình cảm động, mới xúc động muốn rơi nước mắt, vì mình thấy chúng sanh sao mà họ khổ thế. Vì sao họ khổ vậy? Bởi vì họ không có tránh đi những cái nghiệp nhân ác. Cái nghiệp nhân mà người bị đau bệnh như vậy là do sát sanh và ăn thịt chúng sanh. Ấn Quang Đại Sư nói rất rõ, bạn muốn an lành trong lúc lâm chung thì bạn nên trong giây phút này, trong hiện sinh này, trong hiện tại đang sinh sống này, nên tránh cái việc là vay thịt chúng sanh để đắp vô thịt của mình. Rồi khi lúc lâm chung, có những người chưa đến lúc lâm chung phải trả cái quả này. Trả cái quả là nó đau đớn, nó nhức nhối, nó khó chịu trong người. Bước sang một người nữa, cô cũng còn trẻ bị nhiễm HIV, tay nó sần sần, nó lột hết da ra, cái mắt nó vàng khè, da mặt nó sáng rạm lại, kêu con là cháu của chú Chiến ở Tiền Giang, con gần ra đi rồi, trước khi ra đi con nhìn thầy một cái con đi, đó là trước khi ra đi muốn gặp thầy một chút. Và chúng tôi kêu thôi giờ gặp được thầy rồi nè, thôi giờ chuẩn bị theo Phật về cực lạc nha. Có niệm Phật được không? Cứ niệm được nhưng mà nó yếu lắm. Xin thưa là khi đau bệnh rồi mình niệm Phật cái tâm nó yếu nhất, bây giờ cái tâm mình nó bị phân tán trong cái sự đau đớn bệnh hoạn. Thứ hai nữa là cái nghiệp bệnh hoạn nó ngăn cản, nó không cho mình niệm Phật. Hiểu hiểu chỗ nào không? Cho nên để lúc bạn đau bệnh rồi bạn tu nó rất khó. Bây giờ bạn đang mạnh khỏe mạnh lành đây nè, bạn tu nó rất dễ, bạn dành cái thời gian để bạn công phu tu tập.
Nhưng mà ở nhà một mình thì không có người để mà sách tấn và trợ duyên, cho nên cái công phu mình nó cũng lơ là. Bản thân chúng tôi đêm hôm qua về 10 giờ mới ngủ, thì sáng khoảng 2 giờ kém 10 phút thức dậy. Đêm hôm qua nghĩ rằng chắc là phải 3 giờ rưỡi 4 giờ mới dậy nổi. Bây giờ hồi tối hôm qua mình giảng rồi về sắp xếp cái cuốn phim này coi thử xem sao, thì mới có 2 giờ kém thức dậy. Chúng tôi mừng lắm, nghĩa là mình đi giảng về mệt nhưng mà vẫn thức dậy đúng giờ. Thì ngồi dậy niệm nó gực xuống cái bắt đầu nó ngã cái ịch xuống, nó nằm, nó kêu đêm hôm qua mới giảng mệt quá thôi nằm chút xíu, nó nằm xuống lại. Bắt đầu chúng tôi ngồi dậy cũng niệm chập cái, nó gực cái nó nằm xuống, nó làm bốn năm keo vậy đó với sợ. Và để ý cái niệm mà mình quyết tâm cái là hai cái giò nó bước xuống giường được, ra xuống miệng rửa mặt đi tới đi lui, đi tới đi lui mà từ khoảng 3 giờ kém 15 cho đến 3 giờ kém 15 cho đến 3 rưỡi 45 phút bắt đầu nó mới tỉnh. Niệm mãi cho đến 4 giờ sáng là bắt đầu nó tỉnh tỉnh người ra. Cho nên chúng tôi thấy cái câu A Di Đà Phật nó có một cái công năng đánh tan cái hôn trầm rất hay. Mà niệm trong tâm nó không đủ sức, mà niệm lớn tiếng trong đêm khuya nó vừa là gây cái tiếng lớn quá, và mình niệm liên tục thì nó sẽ khan tiếng, nó khó chịu. Cho nên phải niệm sao? Từ 2 giờ kém 10 mà nó vật vã cho đến 2 giờ kém 10 mà nó vật vã đến 2 giờ rưỡi mới bước xuống giường nổi. Nó cứ ngồi dậy rồi nó ngã cái ịch xuống rồi nó ngồi dậy. Cuối cùng la nó kêu mày thức dậy chứ, cho sáng mày lên mày giảng mà mày ngủ dữ mày. Cái lúc đó nó mới chịu thức dậy, nó mới ngồi dậy nó bước xuống. Như mình thấy mình là hai con người vậy đó, một con người là hôn trầm nó buồn ngủ, một con người là câu A Di Đà Phật đang chiến đấu với nó. Mấy bữa trước thì khỏe re, 2 giờ kém là 1 giờ rưỡi là khỏe re, nhưng mà đêm hôm qua giảng cho nên cái đầu óc của mình nó cũng hơi mệt chút xíu, cho nên thành ra là nó gặt gờ như vậy. Cho nên ra chúng tôi thấy quý vị mà ở nhà thì cũng cả một vấn đề khó đấy. Thành ra con người của mình cái gì nó cũng thành thói quen. Nếu mà tập thức sớm thì nó cũng thành thói quen, và tập ngủ dậy trễ cũng thành thói quen luôn. Và chúng tôi thấy cũng lạ là cái sức khỏe nó rất là lạ kỳ. Và từ 4 giờ đó tụng kinh 48 lời nguyện cho đến 6 giờ sáng liên tục mà thấy càng lại càng khỏe, càng niệm thấy nó càng khỏe trong người. Thì mình mới thấy rằng cái tâm thanh tịnh nó bồi bổ sức khỏe, cái tâm thanh tịnh nó ngăn ngừa bệnh rất tuyệt. Mà bạn muốn làm cho cái tâm mình thanh tịnh ngoài câu A Di Đà Phật ra hơi hiếm có cái phương pháp nào khác. Chỉ có phương pháp niệm danh hiệu A Di Đà Phật gọn nhẹ đơn giản nhất và làm cho tâm của bạn thanh tịnh nhanh nhất. Và khi tâm thanh tịnh rồi nó hồi phục lại sức khỏe, và thân của mình bắt đầu nó tráng kiện, tâm của mình nó an vui. Và lúc đó nhìn ra bầu trời sao thấy sáng hôm nay lên sao thấy nắng nó long lanh cái giống ngày mùng 1 Tết dữ ta. Cũng là cái ngày thôi bình thường như mọi ngày, mà khi tâm mình an lạc mà nhìn ra ngoài trời mình thấy sao cây nó rung rinh như nó cười, nó muốn nói chuyện với mình á. Lạ lắm. Thấy vạn vật nó sinh động và cái sức sống của mình nó vươn lên. Và cái lý tưởng, lý là lẽ sống, tưởng là mơ ước, là mơ ước một cái lẽ sống mà thánh thiện á, nó làm cho con người của mình mọi công việc đều được kiết lợi. Là bạn làm công việc làm ăn buôn bán vân vân và vân vân, mà mỗi buổi sáng bạn có tụng kinh niệm Phật, có cái sự gia trì của Phật và có cái công đức đó, cho nên cái công việc của bạn thay vì nó là thất bại mà sao nó lại thành công. Công việc đáng lẽ làm ăn lỗ lã mà nó lại là lời và thành tựu rất là. Vì vậy chúng tôi khuyên quý vị trong mỗi buổi sáng 4 giờ, bởi vì từ 3 giờ đến 5 giờ là giờ dần, thức dậy giờ đó con người mình
sẽ tỉnh táo sáng suốt. Cho nên bà cụ thân mẫu của chúng tôi ở dưới đó, bà làm việc rất đúng giờ. 9 giờ tối bà rời khỏi cái chánh điện xuống nằm, nằm một cái là ngủ liền, ngủ đúng 3 giờ, có khi 3 giờ rưỡi, dao động khoảng đó. Là chúng tôi thường thức dậy sớm 1 giờ mấy, là đến khoảng 3 giờ, 3 giờ hơn là thấy cụ thức dậy cuốn mùng lên và ra súc miệng rửa mặt lên bắt đầu niệm Phật. Không ai kêu, không ai chỉ dạy, làm thành thói quen rồi. Và lên niệm Phật xong khoảng 6 giờ mấy xuống bà nấu cơm, tự bà cụ nấu cơm bà cụ ăn. 81 tuổi mà không phải nhờ vả ai, giặt đồ giặt đạc tự lo lắng hết luôn. Thì chúng tôi ở bên cạnh bà cụ một thời gian, còn lại không có đi đâu giảng và không đi nước ngoài, cũng như là đi các nơi, các tỉnh thành ở nước Việt Nam để ở bên cạnh bà cụ lo cho bà cụ vãng sanh. Dĩ nhiên những cụ ở trên này chúng tôi vẫn nhiệt huyết để lo cho các cụ, nhưng mà cái người thân sinh trong cái đời này đó, chúng tôi đem bà cụ ra để thí nghiệm. Thí nghiệm là lúc lâm chung chúng tôi để cụ từ 1 ngày đến 7 ngày. Nếu mà 4-5 ngày hôi thối á, thì bỏ vô. Còn nếu không hôi thối chúng tôi cứ tiếp tục để đó niệm. Niệm từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cứ đắp mền quang minh niệm miết. Niệm chừng nào nó ra mùi thơm thôi. Sư cô Pháp Giác á, bình thường của niệm Phật rất tốt mà cô bị nhồi máu cơ tim, chết bất đắc kỳ tử, cái môi tím liệm luôn. Mọi người trợ niệm cho cổ như vậy là từ 1 ngày đến 7 ngày cái môi nó hồng lại luôn. Và con người cổ bắt đầu từ từ nó chuyển tướng, nó đẹp ra. Mà lúc trong thời gian niệm nó nghe mùi thơm mà ai cũng nghe luôn. Và bà đi thiêu như vậy là hào quang của chư Phật chiếu xuống ngay chỗ cái quan tài của cổ. Trên một cái điều thất bại là khi bạn vừa mất mà sợ cứng, bẻ tay bẻ chân uống lại, tắm rửa liền để liệm ngay, thất bại. Ông Quang Đại Sư nói làm như vậy là hại người ta. Vì sao mà hại? Vì cái A lại gia thức nó chưa ra khỏi cái thân, bạn đụng vào nó rất là đau đớn. Cho nên bảo bọc cái người lúc lâm chung phải bảo bọc rất kỹ. Khi họ gần mất hoặc họ mới mất, một cái cơn gió lạnh vô, họ thấy giống như họ đang nằm trong là băng đá. Vì vậy cho nên mình bảo bọc họ rất là kỹ, lo lắng rất là kỹ. Cho nên thành ra nếu quý vị hôm nay không đi học, không có nghe các thầy chuyên tu về tịnh độ nói, thì khi gia đình vừa mất một cái, tá quả tâm tinh lên, tinh thần bắn loạn lên, mời các thầy về làm gì? Coi ngày giờ để liệm. Không thì nó vô giờ trùng, không nó vô ngày trùng. Vì chúng ta không học không biết. Nói như vậy không phải là chúng tôi bác bỏ những vị thầy coi ngày giờ và liệm liền. Mà nếu quý vị muốn làm như vậy thì phải để sau khi 24 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ, 16 tiếng đồng hồ. Có nhiều người sư cô Huệ Tịnh ở đây là 32 tiếng. Rồi bất cứ quý vị muốn coi cái gì đó coi. Nhưng mà chúng tôi bảo đảm cho quý vị, nếu hiện tại mà quý vị niệm Phật, ăn chay tu hành thì quý vị chết nó rớt vô giờ tốt, khỏi phải lo cái chuyện này. Và cái điều tốt nó đến với các vị, mà dẫu cho mà có bị trùng đi nữa mà dùng cái công đức niệm Phật nó cũng giải trùng luôn. Câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử, mà cái giờ trùng ăn thua gì nó. Mà trước chúng tôi cũng biết giờ gì giờ hoàng đạo, cũng coi trong sách đó mà. Giờ gì là giờ trùng vân vân, trùng tan, trùng nhật, trùng phục, trùng này trùng nọ, chúng tôi có coi qua, chúng tôi có biết hết. Nhưng mà khi mà rớt vô trùng rồi quý vị giải quyết được không? Yếm đói thế kia thế nọ, nó rất là phiền phức. Bạn cứ lấy câu A Di Đà Phật bạn niệm đi, nó giải quyết hết tất tần tật cho quý vị. Nói như vậy không phải chúng tôi bác về cái chuyện trùng, nhưng mà cái chuyện trùng này á, là mình dùng cái công đức niệm Phật, công đức phóng sanh, công đức tụng kinh, công đức ăn chay, mình hồi hướng nó sẽ giải được cái trùng này. Nói như vậy không phải chúng tôi không biết mà chúng tôi nói càng. Chúng tôi cũng có học qua, biết cái chuyện này, có coi sách chữ Nho
sách gọi lịch lịch mà gọi là lịch này lịch nọ ở trong đó bên lịch tàu người ta ghi á mà. Vì vậy cho nên quý vị không phải lo nghĩ gì nhiều, mình cứ tu nhân tích đức, mình làm tốt thì mình sẽ chết giờ tốt, và gì và Phật xuống rước về cực lạc, giờ này là giờ tốt nhất. Mình cứ kêu làm sao mà tôi chết để không rớt vô giờ trùng ngày trùng trùng tan trùng nhật trùng hụt, sợ kêu chuyện đó. Bây giờ mình chỉ lo cái chuyện đó là Phật A Di Đà đến rước mình về cực lạc, cái ngày giờ này là ngày giờ tốt nhất. Chúng tôi đang đợi cái ngày giờ mà Phật xuống báo nè, giờ này là bảo đảm là giờ không rớt vô giờ trùng đâu, phải không ạ? À? Mà muốn cho cái ngày giờ này có thì bạn phải làm sao? Bạn phải tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, vun trồng thiện căn niết phước đức nhân duyên và gì nữa quý vị, và đầy đủ tín nguyện hạnh thì có cái ngày giờ tốt là Phật xuống rước quý vị về cực lạc, là ngày giờ đó là quá tuyệt rồi. Chúng tôi đợi cái ngày giờ này nè, cái tâm của mình bị phân tâm trong cái ngày giờ trùng tan trùng nhật trùng phục, rồi mình lo lắng chuyện này chuyện nọ, nó bị phân tâm mất rồi, nó bị cái tư tưởng của mình nó bị lệch hướng rồi. Sao bây giờ mình không trông chờ cái ngày giờ mà Phật rước mình về cực lạc? Nếu có trông chờ thì sẽ có ngày đó. Đại Thế Chí Bồ Tát nói nhớ Phật niệm Phật hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Nếu bạn trông chờ thì bạn thấy cái ngày đó giờ đó có, nó đến với bạn. Còn bạn sợ trùng tăng trùng nhật nó cũng không thoát khỏi đâu, vì cái nhân ác của bạn nó đã có, đã tạm. Vì vậy hôm nay chúng tôi nói để quý vị nắm rõ cái vấn đề, để chúng ta định hướng để mà mình đi. Thưa quý vị, trong phòng trợ niệm chúng ta có một cái ca mới mất. Đó là cô này cũng quá nghèo, nghèo đến mức độ có ba đứa con với mang một cái thai không đủ ăn cho bà, uống thuốc sâu cho bà chết. Khi uống thuốc sâu vô thì đứa con nó chết trong bụng luôn, và ruột gan đồ cháy hết luôn. Trở lên trên này 2 ngày sau mất, mới mất bây giờ sáng nay liệm, khoảng 1 tháng lại đây mà đi 10 mấy ca. Thì thấy cái hoàn cảnh của cô này tội nghiệp quá, pháp hội chúng tôi đem lên lo lắng, và nghèo đến mức độ mà uống thuốc cho chết đi chứ không có gì để ăn nữa. Nhưng mà cũng có cái túc duyên kiếp trước gieo duyên với Phật pháp, cho nên cái lúc bây giờ lâm chung lên tới chùa lại mất, đi trong cái cảnh giả lam và đi trong tiếng niệm Phật, đây là điều may mắn của cô ta. Hôm qua chúng tôi xuống thấy nằm nghiêng một bên, khi mất nằm nghiêng một bên tay phải, đắp cái mền quang minh. Thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, về chúng tôi cứ băn khoăn suy nghĩ vì sao mà họ rớt vào những cái tình cảnh thấy quá thương đau. Thôi mình để đứa con sanh ra rồi cũng được, uống luôn thuốc sâu đứa con chết trong đó luôn. Mà nghĩ giờ sanh ra nó cũng chả có cái gì nó ăn. Nếu mà những mảnh đời này mình không cứu, mình không giúp họ thì mình chỉ có nói đầu môi chót lưỡi là tôi có từ bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Mà cái khổ này mình không cứu cho họ thì để cái khổ nào mình cứu? Mấy chú nói thầy họ nghèo quá làm sao, kêu nhận đi nhận đi. Không có tiền mua hòm, cho tiền họ mua hòm đi. Không có tiền thiêu, cho tiền họ thiêu đi. Dầu xây chính bậc phù đồ không bằng làm phúc giúp cho một người. Cái vấn đề của chúng tôi vẫn là nhắm đến con người. Những con người, những mảnh đời đó mình nên giúp cho họ. Không phải hôm nay chúng tôi làm được cái điều tốt này mà chúng tôi khoe khoang khoác lác, hoặc là nói cho mọi người biết, mà cái này nó xúc cảm trong tâm chúng tôi để chúng tôi nói cho các bạn xem. Khi thấy những cái hoàn cảnh bất hạnh mình nên ra tay cứu, đừng có làm ngơ. Khi mình làm ngơ như vậy lòng từ bi mình không có, mà lòng từ bi mình không có, mình không cảm được với Phật thì Phật không rước mình về cõi nước được của Ngài đâu. Vì vậy hôm nay chúng tôi lên ở đây, chúng tôi muốn chia sẻ những cái mảnh đời này để cho quý vị biết quý vị có hạnh phúc hơn họ. Để cho quý vị biết rằng là đây là chuyện phúc đức để lại cho con cái nhiều đời nhiều kiếp. Nếu quý vị để lại tỷ này tỷ nọ tiền bạc của cải vật chất cho con cái, chưa chắc gì nó xài được, nó phá sạch. Vì sao nó phá? Vì không có đức để giữ. Cha mẹ có đức con một sức mà ăn.
Vì cha mẹ không có đức cho nên thành ra để tài lại con cái nó phá sạch mà nó hư hỏng nữa chứ. Bên Ban Mê Trô có một gia đình giàu quá cỡ giàu, gia đình mấy tiệm vàng. Mà ông cha vừa chuẩn bị mất là con cái nó chuẩn bị chia tài sản à. Nó rồi quýt lộn à. Và cái tiền phúng điếu khi nhận vô thì nó lấy, nó mua thịt thà về đãi đằng chia nhau ăn. Cho nên trong này những người mà đã qua đời rồi, có nhiều người nói tôi không nhận phúng điếu cũng tốt, nhưng mà không tốt bằng nhận rồi đem cái tiền này đi phóng sanh in kinh làm phúc. Thì cái người đó cũng có phước, mà cái người mất cũng có phước. Cái người mà đi phúng điếu cũng có phước, mà cái người nhận phúng điếu cũng có phước. Còn nếu mà mình không phúng điếu thì cũng không sao, nhưng mà điều cái phước của mình để mà bỏ tiền túi ra làm á, thì nó không có cái lợi tha bằng mình nhận tiền phúng điếu của người khác. Mà cái tiền này là phải quy định chặt chẽ, kỹ càng, đem đi ấn tống in kinh phóng sanh, không xài một xu trong đồng tiền này được. Có một bà cụ ở Gò Công mà cô hao quang mà cúng dường cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, mà cái bộ chữ vàng ở đằng trước quý vị nhớ, chữ thiếp vàng đang thờ trên này. Vừa rồi mấy đứa con lên có làm cái lễ kỷ niệm 30 năm của chúng tôi mà có viết cái bài tắc bạch đại diện cho Phật tử á. Bà cụ nói là con không nhận tiền phóng điếu. Lúc trước là bà cụ là muốn chôn, mà hôm nay bà cụ muốn thiêu cho sạch sẽ. Bà dặn dò hết. Và chúng tôi nói không. Lúc trước giờ gia đình của cụ cũng đi phóng điếu cho người khác, thì bây giờ cụ cứ nhận phóng điếu đi, nhưng cụ không xài, không cho con cái xài. Cụ để lại cái di chúc này là tiền này là đi phóng sanh nè, in kinh nè, đúc tượng Phật nè, và làm những điều từ thiện nè. Thì cứ ồ hay quá, suy nghĩ điều này hay quá. Mà cụ mà có cái uy tín xưa nay là người ta đến phúng tiếu và phúng điếu mà vài trăm triệu là cụ làm sướng lắm ấy. Mới kêu được, con nghe lời thầy. Vì vậy quý vị biết rằng là khi con người mà người ta ra đi á, mà để cho họ được tỉnh táo sáng suốt, thì phần nhiều những con người này phải có cái sức gia trì của Phật. Còn nếu mà họ ra đi để mà họ tỉnh táo sáng suốt, thâu thần tịch diệt, tự tại để mà ra đi á, chỉ có các vị tổ chứng đạo. Mà các vị này ông chứng đạo được rồi, ông muốn mất lúc nào ông mất. Ông làm chủ được sanh tử vì nguyện lực mà ngài ra đi, thì cái chuyện này mình miễn bàn rồi. Mà cái tầm cỡ của giác ngàn với quý vị mà đạt được cái chuyện này cũng là khó lắm đấy. Nhưng mà cái chuyện mình làm được đó là ra đi được tỉnh táo sáng suốt, là niệm danh hiệu Phật A Di Đà để mình ra đi là an toàn nhất. Nhưng nếu mà tỉnh táo sáng suốt mà thân thể bị đau bệnh thì nó cũng trở ngại. Cho nên thành ra thì phải ăn chay, thì phải phóng sanh để thân thể không đau bệnh và tinh thần không hôn mê, để mình ra đi được nhẹ nhàng. Đây là cái giây phút mà mình phải cần hưởng thụ cái điều này. Hòa Thượng Tịnh Không nói, bạn để cái lúc lâm chung rồi bạn hưởng thụ. Hưởng thụ là thân của bạn được mạnh khỏe nè, không đau bệnh nè, tinh thần của bạn được tỉnh táo nè, sáng suốt nè, thấy được ánh quang minh của Phật và thấy Đức Phật cầm đài vàng xuống rước mình về Cực Lạc. Lúc này mình mới gọi thực sự là hưởng thụ. Còn bây giờ tất cả những cái chuyện mà bạn muốn hưởng thụ, thôi bạn hạn chế lần lần đến mức tối thiểu, đến mức thấp nhất. Cho nên sáng hôm nay chúng tôi kể quý vị nghe chuyện vui vui. Mấy chú dưới đó thì nấu cơm ăn nó vui lắm. Bây giờ không có chị nuôi nào hết á. Toàn là mấy chú chia ra nấu cơm. Thì Giác Ngàn nhìn trên mâm cơm thấy một cái tô canh toàn quốc. Biết toàn quốc là gì không? Là toàn nước không ạ? Có mấy cái cọng rau. Mấy cọng rau gì phải không? Rau mùng tơi, rồi bỏ vô nước lỏng chỏng vậy đó, rồi chắc cũng bỏ một chút bột nêm vô trong đó mà. Mà sao tự nhiên mình chan mình ăn mình thấy sao ngọt ngon dữ ta. Ủa cái miệng mình bữa nay nó có cái gì trong này mà sao lạ ta. Mình nghĩ lại mình kêu chắc hồi chiều hôm qua nhịn đói, cho nên hôm qua không có ăn cho nên giờ ăn ngon. Mà kêu nếu mà hôm qua không ăn bây giờ ăn cái tô canh này là thường là nó lạc nhách, mà nó không có ý vị gì cả. Lúc trước thì mấy chú cũng bỏ ít nấm rồi vô, hoặc là có cái này cái nọ, mà giờ canh với nước không à, mà lỏng bỏng gọi là canh toàn quốc à. Mà ăn vô sao tự nhiên thấy ngon dữ ta, ăn thêm chén nữa.
Thì tự nhiên mình ngồi mình nghiệm lại, mình thấy cái người niệm Phật một thời gian á, cái chuyện ăn uống của họ cũng rất dễ dàng, không có than vãn gì cả. Lúc trước thì mình ăn á, canh thì phải có thịt bằm hoặc là mấy con tôm bỏ vô nấu cho nó ngọt. Mình ở nhà mà, ngoài đời á mà, là phải có miếng thịt kho mặn mặn cái miệng mới ăn được, hoặc giả có miếng cá ăn mới được. Nhưng hôm nay ăn sao cũng được, chan miếng xì dầu ăn cũng xong. Thì con người này làm sao? Cái tánh tình họ nó dễ chịu, cái giống tánh tình của họ lần lần họ có cái tâm mà dễ cảm với Phật, đơn giản, sống rất là đơn giản. Vì vậy chúng tôi thấy các chú sinh hoạt rất là vui. Nhiều lúc nấu ăn mà chúng tôi cứ mắc cười, tại vì mình cũng có biết nấu ăn, mà thấy mấy chú nhiều lần cũng nấu ăn cũng đưa lên mà mình ăn mình mắc cười, bởi vì mấy chú không có rành. Nhưng một thời gian sau rồi ăn miết mấy cái món này nó cũng quen miệng, chứ không có gì mà lo. Nhưng mà nó vẫn khỏe à, những cái tinh thần mình nó vui á, nó khỏe. Thực sự hôm nay chúng tôi ngồi trên này không phải khoe khoang về cái chuyện tu hành và sinh hoạt của mình, nhưng mà ý chúng tôi muốn nói với quý vị là đề xướng cái câu danh hiệu A Di Đà Phật. Nếu bạn niệm lâu ngày thì cái tâm của bạn nó sống rất đơn giản và ai người ta cũng cảm mến bạn. Còn nếu bạn không dùng cái câu A Di Đà Phật này để bạn tu tập, bạn niệm và bạn hành trì, con người của bạn càng ngày nó khó khăn, nó trách móc, nó phiền hà, và gặp ai người ta mình cũng không bằng lòng người ta hết cả, rồi lần lần vợ con nó xa lánh mình hết, cuối cùng mình ở dân khỉ. Có ông đó, ông kêu ông khó quá, cuối cùng có ông khỉ ở với ông được. Bây giờ ông chửi gì chửi ông khỉ nó cũng xí, hiểu không? Còn nếu chửi bà vợ mới chửi lại, cho nên cuối cùng sao ly dị. Còn chửi khỉ nó chắc 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 vậy xong, cho nên ông ngồi chờ dân khỉ được à. Nghĩa là mình khó khăn quá, cuối cùng mình ở dưới khỉ với chó thôi à, hiểu không? Con chó mình quấn nó gì quấn chút nữa để tao cơm nó cũng chạy lại à, hiểu không? Bởi vì nó đói quá nó mới lại. Có nghĩa là mình sống khó khăn quá và mình chấp nhất quá. Đâu có gì nhớ lần trước các vị hòa thượng mới nói nè, nước trong quá thì không có cá ở, mà nước đục quá thì cá nó chết. Cái là con người mình nó khó khăn quá. Cái nỗi mà chúng tôi có ông sư huynh mà mỗi lần mà ông múc cái ca nước, ông múc cái ca nước mà ông đi từ bên này qua bên kia là ông lấy cái tay ông hứng không cho một giọt rớt xuống. Mà lỡ một giọt rớt xuống là ông lau liền. Tức là ông kỹ, kỹ quá kỹ, mà không có chú nào ở nổi với ông hết trơn á. Mà chú nào mà vô ở là chịu không nổi với ông. Bởi vì ông quá kỹ, kỹ mà quá khó. Gọi là nước trong quá không có cá ở và không ai ở với mình nổi. Còn nước đục quá tức là mình dễ dãi quá, mình dễ vui quá, và con người của mình nó không có một cái kỷ cương á, đụng đâu nói sàm sàm đó, rồi hút thuốc hút men uống bia, rồi đại khái mình dễ vui quá và cuối cùng hư hết cả đám. Thì bây giờ mình phải làm sao? Cái khó của mình là khó với mình, đừng khó với người. Cái dễ là dễ với người, đừng dễ vui với mình. Nghe nghe chỗ này không? Khó là khó với mình, khắc kỷ với mình, răng đe với mình, nhưng mà tha thứ mọi người thì người ta mới ở được với bạn. Người ta ở với bạn mới được. Còn mình phải gì? Mình không nên dễ vui với mình. Vì vậy cho nên thành ra có nhiều cặp gia đình lên khóc bù lu bù loa: thưa thầy, con không thể ở với ông chồng này được nữa. Hỏi vì sao? Ông khó khăn với con, ông dùng mọi cách, ông làm cho con phải ký đơn ly dị. Gia nhà hỏi hình như ông cũng có bồ nhí phải không? Kêu đúng rồi. Kêu cô biết vì sao ông có bồ nhí không? Bởi vì ông thấy cô không dễ thương bằng bồ nhí. Bồ nhí nói sao cũng dạ dạ dạ, để nó móc túi không có gì chứ. Bởi vì nó đã thương rồi, cái gì nó cũng dạ. Còn ông nói với cô có dạ không? Không. Nói là bóp chát liền. Thì ông ghét thôi. Bây giờ cô cứ dạ đi. Ông kêu càng dạ ông càng cởi cổ làm sao? Cứ cởi đi.
Tức là cái sức nhẫn nhục mình không có là do mình không có cái sức công phu, cho nên không có cái sức chịu đựng nhẫn nhục. Nhẫn những điều người ta sỉ nhục gọi là thánh nhân, nhẫn không nổi. Nhẫn không nổi thì đáng đời đó. Cái đó là cái nghiệp oan trái, đến bị lúc bây giờ phải trả, gặp nhau bây giờ phải trả, thì mình vui vẻ bằng lòng để trả. Bạn cứ tin tưởng đi, nếu bạn trả hết thì tự họ bye bye bạn, bạn kêu ở lại họ cũng không ở lại. Thật sự là nó hết nghiệp, hết duyên với nhau rồi, mà hết làm sao cho nó vui vẻ, chứ đừng có ra tòa mà đứng ly dị hoặc là chửi rủa nhau bỏ đi. Nó không phải là người Phật tử nữa, không phải là người con Phật nữa. Thực sự mà nói thì trong một cái đoạn kinh chúng tôi trước khi lên để giảng, chúng tôi cũng nói luân khởi một dòng cho cái tâm quý vị nó xe xe vào trong định, và có cái ý niệm mường tượng về cái công hiệu của danh hiệu A Di Đà Phật và cảnh giới Cực Lạc. Sau đó chúng tôi mới đi vào trong cái bộ kinh này. Cái lối giảng này gọi là luân khởi. Còn có những vị giảng gọi là trực khởi. Nhưng chúng tôi nghĩ đối với cái căn cơ của quý vị đi thẳng vào mà chúng tôi giảng chập quý vị chắc buồn ngủ hết, nghe không nổi. Giờ bắt đầu chúng tôi giảng vào trong kinh ha. Giờ chúng tôi nói đến cái đoạn kinh phẩm Pháp Tạng Nhân Địa, và giảng hôm nay hết cái phẩm Pháp Tạng Nhân Địa. Đây là cái đoạn kệ của Ngài Pháp Tạng nói với Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Mà đợt trước chúng tôi có giảng là dầu do cúng dường hàng sa thánh không bằng kiên giống cầu chánh giác, là hết cái đoạn đó rồi. Bữa nay bước sang cái đoạn này, chúng tôi đọc nguyên văn. Nguyện đương an trụ tam ma địa, hằng phóng hào quang chiếu nhất thiết, cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân, luân hồi chư thú chúng sanh loài, tốc sanh ngã sát thọ an lạc, thường vận từ tâm bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sinh. Đây là cái chánh kinh Âm Hán, cho chúng tôi đọc cái chánh kinh Việt văn. Nguyện sẽ an trụ tam ma địa, luôn phóng quang minh chiếu hết thảy, cảm được chốn thanh tịnh rộng lớn, trang nghiêm thù thắng không chi sánh, các chúng sanh luân hồi các nẻo, chúng sanh cõi tôi thường an lạc, thường vận từ tâm cứu hữu tình, độ hết vô biên chúng sanh khổ. Đây cái đoạn kinh này, sáng hôm nay chúng tôi giảng cái đoạn kinh này. Thưa quý vị, không biết sao chúng tôi có cái duyên với bộ kinh Vô Lượng Thọ. Khi mà đọc đến thì trong người nó cảm xúc. Và chúng tôi nghĩ các vị cũng có cái duyên, cho nên thành ra mỗi chủ nhật quý vị tập trung về rất là đông, và những người tuốt ở An Giang, Kiên Giang các nơi họ cũng lên. Hôm qua có một cái gia đình, bà cụ đó 83 tuổi, và cả gia đình chúng tôi nghĩ chắc là thuộc đại gia cũng khá giả lắm, lên nói thưa thầy, con nghe đĩa thầy rất là nhiều, và con chép đĩa thầy con tặng cho mọi người cũng rất là nhiều, và cũng rất nhiều người thầy đi làm Phật sự ghé ngang nhà con ngủ. Bữa nào con mời thầy về nhà con ngủ một bữa. Thầy nói trong bụng, dạo này chắc là ít có đi đâu, cho nên không biết khi nào ghé nhà cô. Chúng tôi nói ra thôi, cô quan hỷ, lúc này chúng giảng nhàn thường xuyên ở nhà giảng kinh chứ ít đi đâu. Cũng cảm ơn cái tâm niệm của cô. Bà cụ bà nói, cụ có đến sáng hôm nay nghe tiếp một buổi giảng nữa. Cả gia đình chúng tôi thấy họ quý kính mà chúng tôi cảm xúc quá. Cụ 83 tuổi mà bà bò xuống đất bà lạy chúng tôi. Chúng tôi nắm tay kéo bà cụ lên. Mà bà khỏe lắm, nhìn gương mặt bà hồng hào đẹp lắm. Bà kêu bà niệm Phật rất là nhiều. Và bà khen chúng tôi, bà kêu nhìn thầy ở ngoài đẹp hơn trong đĩa, trẻ hơn nữa. Cái bà khen thầy, thầy nở mũi giờ. Không, mà nói thiệt đấy. Thực sự mà nói, cái mặt mình khi nó vui thì thấy đẹp, chứ mà khi nó sân lên nó nhăn nhìn xấu quắc, ai cũng rứa phải không ạ. Cái lúc mà chúng tôi lên đây là chúng tôi vui nhất, hoan hỷ nhất.
Cho nên quý vị nhìn chúng tôi thấy vậy, cho khi mà chúng tôi mà sân lên nhìn nó xấu dữ lắm ạ. Thì sau khi xong rồi chúng tôi cũng không có xin điện thoại hoặc là liên lạc để chừng mình đi đâu mình ghé, vì mình không có những cái nhu cầu này. Lúc trước thì điều kiện khó khăn, trước 2007 khi gặp những người Phật tử mà có điều kiện thì mình cũng vui lắm, bởi vì mình nghĩ người ta sẽ giúp đỡ cho mình chuyện này chuyện nọ, nhất là cúng dường tiền bạc. Nhưng mà từ bắt đầu 2007 đến hôm nay chúng tôi nghe Hòa Lượng Thượng Tịnh Không là trong mạng bạn không có tài, giàu cho bạn quen những Phật tử giàu, rồi bạn ngỏ ý để xin xỏ, người ta cũng không đáp ứng nhu cầu cho bạn đâu, vì trong mạng mà không có tài. Sau đó rồi xong thì cô xuống nghe thời pháp, xong rồi cô nói sáng nay cô đến lại cả gia đình. Và chúng tôi kêu ổ bữa nay mình cũng dúng dúng một chút Hòa Thượng Tịnh Không, sau khi tiếp tất cả những người đại gia cũng như người Phật tử xong rồi thôi, chứ cũng không có xin số điện thoại liên lạc. Lúc trước chúng tôi nghĩ chắc cũng khó giống như Hòa Thượng được lắm. Thì đến hôm nay chúng tôi không sử dụng điện thoại nữa, thì mình xin số điện thoại để làm gì đâu. Có nghĩa là mọi vật nó đến với mình, mọi người đến với mình, xong rồi như nước chảy mây trôi, không động lại trong tâm của mình. Mà sáng hôm nay chúng tôi nói để cho quý vị biết rằng là cái gia đình của họ vừa giàu có mà con cái cũng nhìn đứa nào nó cũng đẹp hết trơn. Là bởi vì sao vậy? Họ có tích phước, tích đức. Vì có tích phước, tích đức cho nên từ mẹ nè, từ con nè, từ rể nè, từ cháu luôn, từ dâu luôn, đứa nào cũng ngoan ngoãn một lòng. Thực sự mà nói gia đình mà hiểu đạo có tu nó khác. Khác là cuộc sống làm ăn, dáng vẻ của mình, vân vân mọi thứ nó khác lạ lắm. Quý vị về tu một thời gian gia đình quý vị thấy nó khác, thay đổi chứ con. Ý chúng tôi muốn nói cái đoạn này là gia đình của họ tin cái pháp môn Tịnh Độ, tin những đĩa băng giảng chúng tôi và tin bộ kinh Vô Lượng Thọ, cho nên thành ra nó có hiệu quả liền. Vì vậy ở trong này những gia đình của quý vị nên Phật hóa gia đình, đem kinh Vô Lượng Thọ về cho họ tụng, và đem những cái băng giảng của chúng tôi nè cho họ nghe. Cái công đức rất lớn. Giờ chúng tôi giảng cái đoạn kinh này. Nguyện sẽ ăn trụ Tam Ma Địa, tức là Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài nói rằng con sẽ trụ vào Tam Ma Địa là Tam Muội. Tam Muội là chánh định. Nghe cho rõ từng chữ từng câu. Tam Ma Địa tức là Tam Muội. Cái từ Tam Ma Địa này dịch ra đó là Tam Muội, mà Tam là chánh, Muội là định, tức là chánh định. Tức là Ngài Pháp Tạng nói rằng con sẽ trụ vào trong chánh định để con làm tạo ra công đức, và cái chánh định này, muốn đạt được cái chánh định thì bạn phải có chánh niệm. Mà niệm danh hiệu A Di Đà Phật là danh hiệu này gọi là chánh niệm. Và nếu an trụ vào trong danh hiệu A Di Đà Phật lâu ngày thì bạn sẽ đạt được chánh định. Ngài Pháp Tạng an trụ vào chánh định tu tập trong vô lượng kiếp đến hôm nay. Bây giờ mình an trụ vào trong chánh định, mình an trụ vào trong cái thể tánh thanh tịnh của mình rất là khó. Thôi bây giờ mình lấy cái tâm của mình an trụ vào danh hiệu A Di Đà Phật. Bây giờ danh hiệu A Di Đà Phật là chánh niệm. Quý vị nghe hiểu cho rõ nè. Nếu muốn đạt được chánh định thì mình phải có chánh niệm. Mà danh hiệu A Di Đà Phật là danh hiệu chánh niệm. Mà mình trụ vào cái danh hiệu A Di Đà Phật chánh niệm lâu ngày nó có sanh ra chánh định. Tức là cái định chân chánh. Khi mà có định chân chánh rồi, mình muốn làm tà, làm ác, làm gian và làm sai với lương tâm đạo đức, nó không làm không được. Vì con người mình nó đúng đắn, nó đúng đắn và nó có chánh định, cho nên thành ra làm những chuyện tà vậy không được. Còn con người mình không có an trụ vô danh hiệu A Di Đà Phật là chánh niệm để cho có chánh định, thì con người mình nó làm chuyện tà vậy rất nhanh, rất dễ, và làm rồi xúi người khác làm nữa. Làm sao? Tối hôm qua chúng tôi có nhắc cái anh Phật tử đó mà anh nói mà làm chúng tôi suy nghĩ. Sao con thấy bữa nay ở ngoài đời họ sống với nhau nó giả dối không chân thật.
Cái tâm này là không phải là tâm chánh định nha, cái tâm này là tâm tà. Vì sao tâm tà như vậy? Vì những hành động của họ tà quá. Hành động này từ nơi cái tâm mà xuất hiện. Hai người bạn thân chơi với nhau, người nam này thân với người nam đó, dắt bạn về nhà chơi, về nhà thăm chơi. Xong cái người nam này ngỏ ý thương người vợ của anh bạn thân mình, và người bạn nam thân mình lại ngỏ ý thương vợ mình. Rồi sao nữa? Cuối cùng đi đến sự gì? Sự đổ nát hạnh phúc. Rồi đến thù thân mà thành thù với nhau. Từ đâu mà từ thân mà đến thù? Vì cái tâm tà bậy này không kìm lòng được. Và bữa nay nó rắc rối đủ thứ xảy ra. Từ cái giới tà dâm này mà tổ nói vạn ác dâm đứng đầu, tất cả cái điều ác nó sẽ đến với bạn. Rắc rối gia đình xảy ra, vân vân và vân vân nó đến với bạn. Anh thấy sao anh chán, quá chán. Thôi được, lên mua miếng đất gần ở trên này làm nhà ở tu về cực lạc cho rồi. Cái cõi này sao mà nó cực khổ quá. Mình mà có cái suy nghĩ như vậy ngược lại với cái dòng đời, không phải là dễ nghe, không phải là dễ nghe. Nó cuốn hút theo dòng đời cuồn cuộn vô đó. Cho nên mình không có niệm Phật, cho nên có cái tâm tà vậy. Cái tâm tà vậy đó cho nên đi đến cái lời nói tà vậy. Cái lời nói tà vậy đi đến hành động tà vậy. Rồi chuyện rắc rối xảy ra với bạn. Rắc rối đấy, không ổn đấy. Phàm làm điều gì phải biết cái hậu quả của nó. Rồi đến rắc rối đổ vỡ gia đình, con cái đi lang thang. Nếu không có danh hiệu A Di Đà Phật là chánh niệm này nó giữ cái tâm của mình, bạn dễ dàng làm ác vô cùng, rất dễ dàng. Vì người ác bên ngoài quá nhiều, mà tâm bạn khởi ác lên nữa thì cái điều những người ác bên ngoài sẽ giúp cho bạn làm việc ác rất nhanh. Còn nếu có ác bên ngoài, những người ác bên ngoài có, nhưng mà tâm bạn không có ác, tâm bạn là chánh, chánh định, chánh niệm, thì người ác xúi cũng được. Kêu không, cái chuyện mà tôi đã thọ năm giới không sát sanh, trộm cắp tà dâm, nói láo uống rượu rồi, là tôi thề trước Phật rồi tôi không làm cái chuyện này. Giờ xúi dục kiểu nào tôi cũng không có thể mà lăn chạ với vợ của người khác. Thì có chuyện gì xảy ra không? Không. Hạnh phúc hôn nhân từ đây nè bạn. Vì vậy chánh định rất quan trọng. Mà cái chánh định là cái quả, mà chánh niệm là nhân. Bạn muốn có cái quả chánh định thì bạn phải tạo cái nhân chánh niệm. Mà cái nhân chánh niệm đó là niệm A Di Đà Phật, là chánh niệm. Niệm hoài chứ không phải là niệm lâu lâu, niệm một lần hoặc niệm sơ sơ mà có chánh định đâu nha. Chúng tôi niệm bao nhiêu lâu nay mà chưa có chánh định nè. Đạt được cái chánh định toàn chánh không phải là dễ đâu à. Cho nên cái câu niệm Phật nó rất dễ mà cũng rất khó. Rất dễ là ai niệm cũng được, người không biết chữ niệm cũng được, và căn cơ nào cũng niệm được. Nhưng nó rất khó là bạn không tập trung và bạn bị gián đoạn. Gián đoạn là không hiệu quả. Bây giờ bạn học từ lớp 1 cho đến đại học, học đến lớp 5 nghỉ 2-3 năm rồi bạn vô học nổi không? Học không nổi. Học giả học đến lớp 10 nghỉ 2-3 năm quay vô học không nổi nữa. Bị gián đoạn, chương trình bị gián đoạn rồi, và mình không theo kịp chương trình nữa, thì cái sự học của bạn cũng không thành công. Đó là nói cái học vị của thế gian thôi. Còn cái chuyện mà để mình học niệm Phật, để mình làm Phật, nó còn khó khăn cái trăm ngàn lần nữa. Mà bạn không quyết tâm, kiên tâm, quyết chí thì làm sao bạn thành công? Cho nên cái chuyện tu hành không phải một ngày một buổi mà dễ mà đơn giản. Chứ ồ tôi cũng nghe đĩa hoài hoài, Hòa Thượng nào tôi cũng nghe, Hòa Thượng Tịnh Không tôi cũng nghe, Thầy Nhàn tôi cũng nghe rồi, cũng nói lòng vòng cái chuyện niệm Phật vãng sanh thôi chứ có gì đâu. Nhưng xin thưa, mỗi lần bạn nghe là nó nung đúc và nó hâm nóng lại cái bồ đề tâm của bạn, và nó làm cho bạn khởi được cái tính tâm. Cho nên chúng tôi nhờ nghe đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không cho nên nó có cái vốn. Cho nên bây giờ cứ nói ra nói hoài mà nó không hết cái vốn. Mà cái vốn này phải có câu A Di Đà Phật để khai triển nó nữa. Chứ nếu mà nghe không mà nói lại thì không, một thời gian là nó hết liền. Nếu mà chúng tôi nghe xong chúng tôi nói lại 2 tiếng đồng hồ không đủ để nói. Mà nhờ có cái công đức niệm Phật nó tạo cho mình cái sức định. Nhờ cái sức định này nó khai cái trí tuệ. Cho nên thành ra mình nói nó lưu lót, trôi chảy. Và trong cái âm thanh nói đó nó chứa đựng cái âm đức, nó chứa đựng cái niềm tin, người ta nghe người ta hoan hỷ. Không phải là dễ. Mình nói chuyện cho con mình, vợ mình, một người trong gia đình nghe đã là khó rồi. Còn nói cho bao nhiêu người nghe không phải là dễ đâu nghe.
mà rất nhiều đối tượng chứ không phải là một đối tượng. Ở trong này chúng tôi thấy những đứa nhỏ 7, 8 tuổi, 9, 10 tuổi, mười mấy tuổi nghỉ hè từ ở Kiên Giang đập giá, từ ở miền Tây theo mẹ lên đây nghe. Mình nhìn mấy đứa nhỏ này cái mặt nó có căng lành. Nói đến đây chúng tôi đọc cho quý vị nghe một cái lá thư. Mà lá thư này đã đọc vào tối thứ bảy tuần trước rồi, chứ không phải là hôm qua. Mà trong này có một số người chưa nghe, và có một số người sư cô quý Phật tử ở trong này có nghe rồi. Thì cái đứa bé này nó nghe chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, nó viết cái lá thư, nó viết lá thư nó gửi cho chúng tôi đọc thấy cảm động, giữ mãi đến hôm nay đọc cho đạo tràng niệm Phật ngày Chủ Nhật nghe. Dĩ nhiên lá thư này đã đọc vào tuần trước là đĩa phương pháp trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà vào đĩa số 15. Hôm qua là chúng tôi giảng số 16. Bây giờ chúng tôi đọc cái lá thư này, bây giờ giảng đến cái đoạn này nó liên hệ đến đứa bé này mới có 10 tuổi thôi, học lớp 4, mà cảm được cái lòng chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ mà nó viết lá thư này. 22:33, tức là 10:33 tối thứ 6 ngày 10 tháng 5 năm 2013, thư gửi thầy Giác Nhàn. Con tên là Dương Kim Hiền, pháp danh là Diệu Đức. Con học lớp 4, năm nay con 10 tuổi. Ở nhà con đã nghe đĩa của thầy, con cảm thấy rất thích và cũng rất thích mến thầy. Khi con nghe thầy giảng kinh, tức là chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ đó, con cảm thấy vui mà còn dễ chịu nữa. Không biết sao mà con thích bốn chữ A-di-đà Phật và đọc kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Con rất thích ăn chay mà ba con không hiểu sao ba của con lại không ăn chay và cũng không cho con ăn chay nữa mà còn đánh con nữa thầy. Nó mét mình, mét. Chúng tôi đọc sao thấy đứa nhỏ có 4 tuổi mà sao nó viết mà mình cảm động thế, mà còn đánh con nữa. Trước khi đi thi con có niệm Phật và hồi hướng công đức niệm Phật này về Tây Phương Cực Lạc Quốc, và con nhận được điểm thi là 2.10. Dễ sợ không? Mấy đứa nhỏ trong này mà muốn học giỏi là muốn điểm 10 là phải niệm Phật như đứa bé này nha. Khi quý vị nghe những cái điều này về dạy cho con mình á, con mình nó nghe theo á. Con xin cảm ơn thầy Giác Nhàn đã cho con biết bốn chữ A Di Đà Phật. Trời ơi. Con xin cảm ơn thầy Giác Nhàn đã cho con biết bốn chữ A Di Đà Phật thật là nhiệm màu, tức là nó được 10 điểm. Cho nên nó kêu nhiệm màu. Nhưng mà nó niệm Phật nhưng nó không có hồi hướng công đức niệm Phật này để cho con được 10 điểm, mà nó hồi hướng về Cực Lạc. Nó nói là con niệm Phật, con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Những dòng chữ này con xem đĩa của thầy giảng kinh, con tự cảm nhận và viết ra, và địa chỉ của thầy con xem trong đĩa con mới biết được. Con xin phép thầy cho con vẽ thầy vào bức thư này được không? Viết thơ cũng như là tình cảm lắm nha. Đêm đã khuya đêm đã khuya rồi, con xin nhìn ngừng viết thư và con chỉ vẽ hình ảnh về thầy thôi, là con sẽ đi ngủ. Con xin chúc thầy Đức Phật A Di Đà phù hộ cho thầy vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Địa chỉ 112 chung cư 10A Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Anh vẽ thầy nè. Anh vẽ thầy giống như con gái. Bây giờ anh con gái cho nên anh vẽ thầy giống con gái. Cái mặt nhìn mất cười không? Thỉnh thoảng chúng tôi lấy cái lá thư ra chúng tôi đọc, chúng tôi thấy cứ mất cười. Nó vẽ cái hình của mình, đây là thầy Thích Giác Nhàn hay gì vậy đó. Nó thích nghe giảng kinh mới có 10 tuổi à. Và thích ăn chay nhưng ba con không ăn, mà ba con không cho con ăn lại đánh con nữa. Nếu mà người này 20-30 tuổi thì chúng tôi thấy bình thường, nhưng mà lại đứa bé 10 tuổi nó nghe chúng tôi giảng kinh nó cảm được. Cho nên nó kêu con viết những dòng chữ này
là do con nghe thầy giảng kinh cho nên con tự cảm nghĩ ra con viết. Thôi đêm đã khuya. Nhỏ chắc lớn lên viết thư cho trai chắc hay dữ. À, chúng tôi nói chú Định đó, thì hồi âm viết lại gửi về cho gia đình để ba của đứa bé này mà lột ra coi cái tâm của chú Định mà viết thư á thì sẽ cảm cho đứa bé này ăn chay. À, và chúng tôi gửi cho nó một hộp bánh, à, có quà thêm đĩa rồi cho nó. Nói về chắc già bữa mấy đứa nhỏ nó viết thư cho mình nhiều lắm đó nha. Nhưng mà mấy lá thư này là được kiểm duyệt qua bên trạm kiểm soát ở đây. Lỡ cô nào mà viết thư riêng cho thầy, mấy chú cũng coi xong mấy chú cũng xé à. Mà phải viết thư như vậy nè, mấy chú mới gửi lại cho thầy. Bây giờ tất cả là đều gửi về địa chỉ Tịnh Thất Quan Thế Âm hết. Trên đĩa là địa chỉ của Tịnh Thất Quan Âm chứ không phải địa chỉ khu chuyên tu. Khi về là mấy chú bốc ra kiểm soát coi thử cô nào viết thư cho thầy đây. Thì lột ra thấy thư này đặc biệt cho nên thành ra mang xuống cho thầy. Chúng tôi không ngờ mình giảng kinh mà những đứa bé nhỏ nó cảm được cái tâm của mình. Không những đứa bé nhỏ mà những cụ già cũng cảm được. Cũng như cái cụ già hôm qua là 83 tuổi mà bà cúi xuống lụm khùng bà lạy mình. Tự nhiên mình xúc động. Cho nên đây là cái nhân duyên mà chúng tôi duy trì cái buổi giảng kinh từ giờ về sau, để mà tạo một cái duyên của quý vị với bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Thực sự mà nói thì chúng tôi không phải là đạt được cái chánh định cao, nhưng mà nhờ mấy tháng nay niệm Phật theo cái kiểu nhếch môi thì chúng tôi giảng ra, chúng tôi thấy những cái lời nói chúng tôi nói rất chắc, và khi về kiểm lại những lời nói nó ít có bị hớ. Bởi vì cái ý của mình nó đi trước lời nói, mà nó làm chủ được lời nói. Lúc trước là chúng tôi nói nó rất nhanh và nói nó say trong pháp, không làm chủ được, gọi là say pháp. Nhưng mà hôm nay nhờ niệm cái danh hiệu A Di Đà Phật là chánh niệm, mà từ ngày 8 tháng chạp bắt đầu giữ cái cách niệm thầm nhép môi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không biết quý vị có siêng không chứ chúng tôi siêng lắm á, siêng năng lắm, và thường xuyên lắm, ít bị gián đoạn lắm. Cũng rất là cảm ơn các chú ở trên này lo hết công việc cho nên chúng tôi có cái thời gian, do đó chúng tôi niệm rất thường xuyên. Vì cái rất thường xuyên này mà nó đi vô định, mà cũng tạm được một chút xíu định, cho nên khi lên nói, có nhiều Phật tử ở đây, bác kế cũng như một số mấy ông già cũng kêu bữa nào mà không ra nghe thầy giảng là chịu nổi, bữa nay sau thầy giảng nghe nó đã quá, khoái. Nhưng nhiều lúc la, ông kêu thầy la nghe cũng sướng tai nữa. Cho nên cái người niệm Phật lâu ngày người ta có sức định. Quý vị biết 2 tiếng đồng hồ ngồi trên này giảng, đêm hôm qua xong bây giờ nữa, nhiều lúc không có vốn để giảng. Mà giảng nó lạc nhắc, nói nó nghe trớt trớt mà nó không vô. Người ta nghe người ta buồn ngủ á. Bởi vì mình không có cái sức định cho nên mình nói không thuyết phục được họ. Mà muốn có cái sức định, một việc rất đơn giản đó là niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Chúng tôi giảng cái câu này nó hơi kỹ, vì câu này quan trọng. Luôn phóng quang minh chiếu hết thảy. Cái nghĩa là ngài nói rằng cái người mà trụ vô được trong cái chánh định á, hoặc là trụ vô được cái danh hiệu A Di Đà Phật, thì họ sẽ có những cái luồng ánh sáng. Cái tâm mình nó thanh tịnh thì nó phát ra cái ánh sáng thanh tịnh. Cái tâm mình sân hận thì nó phát ra cái ánh sáng đen xám. Còn cái tâm mình niệm Phật mà theo trong 10 công đức niệm Phật á, là ánh sáng của mình nó xa 25 dặm. Các vị yêu ma quỷ quái đến hại người mà nhất tâm niệm Phật hại không được, vì cái ánh hào quang này đã bao bọc mình xung quanh. Mà ánh hào quang này phát xuất từ cái chánh định, mà cái chánh định đó sở dĩ có là từ cái chánh niệm, mà cái chánh niệm này tức là danh hiệu A Di Đà Phật. Đúng sự thực nó là như vậy. Trong kinh nói chánh niệm là danh hiệu A Di Đà Phật. Thấy chưa? Và con người của mình khi tâm thanh tịnh thì nó phát ra cái năng lượng từ trường.
bên Nhật họ chế ra cái máy, họ chụp được cái hoa. Cái hoa này nó cũng có một cái năng lượng từ trường bảo bọc xung quanh cái hoa. Mà khi cái năng lượng này nó đi hết thì cái hoa nó bắt đầu nó héo. Còn cái năng lượng này còn thì cái hoa này nó tươi. Dễ sợ. Cũng vậy, con người của mình khi mà tâm thanh tịnh thì nó có năng lượng từ trường nhẹ nhàng, người ta thích đến với mình. Còn cái tâm mình không thanh tịnh, bực bội thì những người mà hiền lành, người ta tới mình người ta dội ra liền. Bởi vì cái từ trường của mình đó, nó tỏa ra làm cho người ta khó chịu. Quý vị biết cái từ trường của Hòa Thượng Tịnh không? Năm 2010 mà chúng tôi qua gặp Hòa Thượng mà chúng tôi mừng đến nỗi tay chân nó rung 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 kìa. Và khi đảnh lễ Ngài xong rồi, Ngài cho chụp hình, chúng tôi ngồi gần Ngài. Mấy Phật tử nói 3 năm trời Thầy mới đảnh lễ Hòa Thượng, Thầy mới gặp được. Bây giờ Thầy ngồi gần, Thầy đụng đụng chút lấy hơi đi. Thầy cũng ngồi đụng đụng. Cái gì coi cái hình mà chúng tôi chụp với Hòa Thượng á. Bà từ khi về lại tự nhiên mình có cái cảm giác hình như một cái năng lực từ trường gì của Hòa Thượng bảo bọc gia hộ. Bởi vì cái tâm của mình nghĩ đến Ngài thì cái tần số của Ngài, tức là Ngài là người hoa, người tàu, nhưng mà cái tâm đồng lý tưởng mà giảng kinh Vô Lượng Thọ niệm Phật A Di Đà có cái sự gia trì liền. Và không những Hòa Thượng gia trì mà tất cả các vị Bồ Tát, tất cả mười phương chư Phật đều có cái sự gia trì đối với chúng ta, bởi vì cùng tần số. Cho nên cái ánh quang minh, tức là hào quang của Phật, khi đạt được toàn giác là hào quang đó ngũ sắc luôn, năm màu luôn. Và mình cảm được cái hào quang đó là trong người mình rất nhẹ nhàng và tội tự nhiên nó tiêu diệt. Cho nên khi mình niệm Phật mà mình thấy Phật á, thì tội của mình nó tiêu diệt rất nhanh. Gọi là thấy được ánh quang minh của Phật thì trần cấu rơi rụng. Mà niệm đến khi nào thấy? Ấn Quang Đại Sư nói đến khi tâm không Phật hiện, tâm bạn không còn phiền não tham sân si, không còn chấp trước và không còn khổ, không còn vui luôn nha. Cái nghĩa là hỷ lạc cũng không còn, niềm hỷ lạc cũng không còn, và niềm sân hận bực bội cũng không còn, tâm rỗng như hư không, chỉ còn một câu A Di Đà Phật mà Ngài Ấn Quang nói. Khi bạn đạt đến đây gọi là tâm không Phật hiện liền. Mà Phật hiện thì sao? Hào quang xuất hiện liền. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói Phật bóng sờ sờ hiện bàn bạc trong khắp mười phương pháp giới, nhưng do ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức nó che, do tài sắc danh thực thì nó che, do danh văn lợi dưỡng nó che, cho nên mình không thấy. Bỏ cái ngăn cách này thấy liền tức khắc. Vì vậy cho nên cái người, quý vị nghe nè, chỗ này quan trọng nè, cái người khi mà người ta nhất tâm niệm Phật lúc lâm chung mà người ta buông xả bản duyên, mười niệm mà trong chánh niệm đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì Phật xuất hiện liền. Phật xuất hiện ngay lúc đó liền. Cho nên Ấn Quang Đại Sư nói bốn chữ mà chúng tôi ngộ ra là tâm không Phật hiện. Bạn niệm làm sao cho đến lúc tâm không ngăn, chứ tâm còn tâm có chấp trước là ngăn cản, ngăn che Phật không hiện được à. Cho nên cái người mà niệm Phật đạt được cái trình độ bắt đầu vào công phu là bệnh biến mất, cảm đau đầu, sổ mũi, những cái bệnh thông thường là đi sâu 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 từ từ vô. Những cái bệnh tim gan tỳ phế thận lục phủ ngũ tạng của bạn do câu A Di Đà Phật nó hoàn thiện lại hết. Mà cái hoàn thiện này nó còn hơn tất cả những cái thuốc gì bên ngoài á. Điều này khó tin. Điều này khó tin. Rất khó tin. Nhưng bạn cũng dễ dàng thấy những người trong này bây giờ thuốc đâu chữa được đâu, bác sĩ cũng bó tay rồi. Cho nên cái thuốc nó giới hạn. Còn cái câu niệm Phật gọi là thuốc A Già Đà này, bạn thành tâm niệm đi là món thuốc dịu dược chữa thân bệnh và tâm bệnh. Nhưng không phải niệm cái được liền hết liền nha. Phải có thời gian công phu á. Cảm được chốn thanh tịnh rộng lớn. Cái nghĩa là khi mà cái tâm mình mà niệm được danh hiệu A Di Đà Phật thì mình thấy gì? Mình thấy được cái cảnh giới cực lạc, nó thanh tịnh, nó rộng lớn, nó vi diệu. Còn cái cõi này là cái cõi gọi là ngũ thú tạp cư địa, năm loài ở chung. Ngũ là năm, thú là thú hướng, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tô-la, người, gọi là ngũ thú tạp cư, nó ở chung trong này. Mà mỗi loài nó có mỗi cái tần số khác nhau. Loài người thì thấy được loài người, nhưng bước sang cái thế giới khác, mình không thấy được hương linh rồi, mà hương linh thấy được mình. Và mình cúng thì họ nghe, họ ăn được, nhưng mà họ nói mình nghe không được. Cái tần số nó khác, cảnh giới nó khác, và thân thể họ khác. Bước sang loài súc sanh là khác rồi, và loài ngạ quỷ đã khác. Nhưng mà họ ở chung với nhau, gọi là ngũ thú tạp cư.
Cho nên trong cái chốn này gọi là quốc độ huy thí, tức là quốc độ này không an. Và mình nhìn thấy một cái phương trời mở rộng, cái chốn thanh tịnh đó là cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Chúng tôi phải nói hoài, nói liên tục để cho quý vị có cái sức tin. Chứ nếu mà nói chất rớt bên ngoài, quý vị tin nó yếu nhất. Cho nên cái lúc vãng sanh của mình nó không có đủ cái niềm tin gọi là tin sâu. Trang nghiêm thù thắng không chi sánh bằng. Trang nghiêm thù thắng không chi sánh, có nghĩa là cái cảnh giới cực lạc mà do cái tâm thanh tịnh mà Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo khi đạt được cái chánh định rồi đó, thì thân mình trang nghiêm và cõi nước của mình trang nghiêm không chi sánh bằng. Các chúng sanh luân hồi trong các nẻo, chúng sanh cõi tôi hưởng an lạc. Nghĩa là Ngài nói rằng là khi Ngài thành Phật, lập thành một cái cõi cực lạc, và chúng đó an vui, dầu cho loài súc sanh, loài heo, bò, gà, chó, hay là loài địa ngục ngạ quỷ khi sanh về chốn của con á, thì liền hưởng sự an lạc, gọi là cực lạc. Lúc này Ngài đang phát nguyện nè. Cực là cùng cực, lạc là an vui. Bất cứ một chúng sanh nào sanh về nước của con là liền được an lạc, chứ không phải về đó tu rồi mới được an lạc nha. Khi về đó rồi quá sanh trong hoa sen là được đại hoan hỷ, đại an lạc liền. Thường vọng từ tâm cứu hữu tình, độ hết vô biên chúng sanh khổ. Có nghĩa là Ngài dùng cái từ tâm để mà cứu hữu tình. Có cái cô đó, cô nói lúc trước con chưa ăn chay, chưa tu hành, con với ông chồng của con cãi lộn như ăn cơm bữa, và con nhìn ổng con ghét. Cái lúc trước khi đám cưới thì con thương, thương cái dáng đi của ổng. Ổng cao ráo, ổng đẹp trai, thương cái mắt ổng, thương cái miệng ổng, thương, nhìn cái gì cũng thương hết. Mà đến ba sao bây giờ nhìn cái gì cũng ghét, thấy ổng giả dối quá. Và con không thể nào dùng cái lòng từ để mà có thể cảm được không? Nhưng mà khi con tụng kinh Vô Lượng Thọ, con niệm Phật một thời gian, bây giờ con nhìn cái gì ổng con cũng thương hết trơn. Nhưng mà cái thương bây giờ nó không có đắm đuối, nó không có quyến liếng, nó không có đi ghen. Mới đám cưới ghen dữ lắm à. Bây giờ ông đẹp trai quá mà, ông làm bác sĩ nữa, sợ mấy nhỏ kia cốp đi. Nhưng đến bây giờ con thương, nhưng mà con tội nghiệp cho ổng. Bây giờ ổng không biết đạo, ổng không biết ăn chay, không biết tu hành, cho nên con thương cái nghiệp, sợ về sau ổng đọa lạc. Cái thương này cao thượng nha, cái thương này cao thượng. Cho nên thành ra là dùng lòng từ, gọi là tâm từ thương chúng sanh, mắt từ nhìn chúng sanh, miệng lưỡi của mình nói lời từ bi đối với chúng sanh. Chồng con mình thương đã là khó, mà thương chúng sanh bên ngoài mới là khó nữa. Cho nên chúng tôi ngồi nghĩ lại, các chú này cũng đồng cảm với cái tâm chúng tôi, cho nên nhận những ca hộ niệm mà nhiều lúc chúng tôi thấy khủng khiếp mà các chú vẫn nhận và lau chùi. Bữa nay cái đĩa của Nguyễn Văn Công mà vẫn còn đi, người ta chép ra người ta coi. Quý vị thấy cái chân của nó không? Có cái lỗ. Cái lỗ đó giống như cái miệng con người đó nghe. Nó có cái môi xung quanh vậy nè. Nhìn sâu bên trong. Có mấy cô mang xuống mấy cái quán nhậu á, bị mấy cái quán mà ăn tươi sống á, cho mấy bà chủ á. Nếu mà bà nào mà bà coi mà bà hiểu đạo một chút, chắc là bà dẹp luôn cái quán tươi sống nhậu gấp bà bỏ á. Nhìn cái đĩa nó khủng khiếp. Nó hôi, nó thối vậy đó. Mà vẫn gì? Vẫn vì thương mình mới lo được. Chứ nếu mà không thương là không bao giờ lo được. Dầu cho hôi thối, dầu cho khổ cực, mà mình không thương họ, mình không thể lo được. Đó. Độ hết chúng sanh vô biên khổ. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc là cái nước thanh tịnh, và về trên đó không còn thối đọ luân hồi, và không có ở lại lớp. Lên đó rồi cứ thi học là cứ lên lớp hoài, tức là về đó là bất thối chuyển rồi. Còn ở lại đây cõi ta bà coi chừng ở lại lớp coi chừng chui xuống ngạ quỷ súc sanh à, về địa ngục. Cho nên gọi là ở lại lớp, hoặc giả là chui vô bụng mẹ nữa, không được thăng hoa. Và Thượng Đình không nói bạn về cái lớp mà ở bên Tây Phương Cực Lạc á, là bạn học bên đó là thân giáo sư là Phật A Di Đà, còn người bạn lữ đó là Bồ Tát Quan Âm Thế Chí.
Dễ sợ chưa? Các hàng bạn lữ đó là Bất Thối Bồ Tát, là bạn lữ đó, là cái hàng Bồ Tát đó, mình học chung với các vị đó, hiệu trưởng đó là Đức Phật A Di Đà, và bạn cứ lên lớp hoài thôi, lên cho đến khi thành Phật luôn. Cho nên về đó là bất thối chuyện, không có thối chuyện đó. Đó là cái đoạn kinh này chúng tôi giảng xong đoạn kinh này, chúng tôi bước qua một cái đoạn kinh kế tiếp. Ngã hạnh quyết định kiên cố lực, duy Phật thánh trí năng chứng chi, túng sự thân chỉ chư khổ trung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái. Hạnh tôi sức quyết định kiên cố, chỉ Phật thánh trí chứng biết được, dẫu thân tôi trụ trong các khổ, nguyện tâm như thế mãi chẳng thối. Nghĩa là lúc này Ngài đã phát cái nguyện đối trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, là cái hạnh của tôi quyết định kiên cố, tức là cái hạnh nguyện của tôi muốn xây dựng cảnh giới cực lạc, thì bây giờ tôi phải làm tất cả những cái công đức rất là thù thắng trang nghiêm để xây dựng thành một cái cõi nước. Cái hạnh này là không thối chuyện, tức là cái hành động này khi nguyện là làm chứ không có bỏ. Còn mình đôi khi mình nguyện ăn chay, ăn nửa chừng xong cái kêu sao thiếu canxi, thôi mua xương về ninh rồi ăn chay thời gian thiếu sức khỏe, thôi giờ mua thịt bò tá và ăn cho đủ máu. Nếu mà không đủ máu thì mình uống thuốc vô nó đủ thôi, gì đó. Tức là cái tâm của mình, cái hạnh của mình không có kiên cố. Vì vậy cho nên cái sự tu hành của mình nó bị trở ngại. Còn riêng đối với Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, cái hạnh của Ngài kiên cố, tức là Ngài nguyện cái gì là Ngài làm đúng với cái lời nguyện của Ngài, không thay đổi. Cho nên Ngài mới thành tựu được cái sự nghiệp đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để chúng sanh về trên đó. Cũng như quý vị biết là cái tâm nguyện của chúng tôi muốn xây dựng một cái đạo tràng này từ năm 2000, là chúng tôi cứ nguyện là con nguyện thành lập được cái đạo tràng tại nơi tỉnh Thất Quan Âm này. Sáng nào cũng lạy Quan Âm 50 lạy, tối lạy 50 lạy, và nguyện thành lập đạo tràng ngang, chứ không phải là thành lập pháp hội. Pháp hội thì cái số lượng người lớn hơn, đạo tràng ở 5-30 người thôi, hoặc 100-200 thôi. Mà nhờ cái nguyện này mà có cái sức gia trì của Phật, mãi đến hôm nay thành lập được cái pháp hội. Vì cái nguyện này chúng tôi phải hành, hành đó là hàng ngày tụng kinh niệm Phật. Cho khi mình giảng ra nó có cái chất, người ta nghe, người ta hoan hỷ, người ta tin theo, cho nên người ta kéo về. Thực sự mà chúng tôi giàu có về của cải vật chất, ở tại tỉnh Thất Quan Âm đào được một cái hầm vàng, ví dụ vậy mà. Ví dụ đào được một cái hộp vàng thiệt lớn, chúng tôi bán ra có tiền, thì chúng sanh về mình cho họ để họ về chùa. Thì cho họ tiền thì họ về, mà cho một thời gian cái hộp vàng này nó cũng hết rồi. Khi hết thì sao? Hết về luôn. Chứ nhìn hết. Bây giờ mình lấy cái tiền này để mình đưa họ về chùa, chứ không phải là lấy cái pháp của Phật. Còn hôm nay mình lấy cái pháp của Phật là danh hiệu A Di Đà Phật, là bộ kinh Vô Lượng Thọ, là phương pháp tu hành, thì tuần nào họ cũng về, không cho tiền họ cũng về. Và họ về đến lúc nào? Ngáp ngáp. Ngáp ngáp nghĩa là gần ra đi chui vô phòng vãng sanh. Cho nên lúc trước chúng tôi đi coi phong thủy á, giúp cho họ sửa nhà, sửa cửa, sửa bếp rồi này nọ. Họ làm ăn giàu có, bất quá họ cúng dường mình 500 ngàn triệu 2 triệu, rồi xong, bye bye thầy với con, coi như là đến đó là xong. Chúng tôi làm hoài thời gian kêu cái chuyện này mình làm cho họ, mà kêu mà có phong thủy mà để cho họ giàu thì nó phi nhân quả lắm. Phong thủy là một quy luật mô phạm sắp xếp cho nhà của bạn được ngăn nắp, còn cái chuyện mà phong thủy mà để cho bạn giàu phi nhân quả. Vì sao phi nhân quả? Bạn không bố thí tài mà bạn sửa phong thủy để nhà bạn giàu có tiền bạc, cái chuyện này không có. Và thượng tinh không, nó không có cái chuyện này xảy ra. Cuộc đất này là đẹp, ai cũng lên cuộc đất này kêu cuộc đất này đẹp lắm, sâu có tọa sơn, núi voi dựa nè, bên hông có tay long tay hổ, trước mặt có minh đường là phát dữ lắm. Ở 2000 đến 2007 sao nó không có phát gì hết trơn à. Mà ở với ông cụ chúng tôi cũng biết phong thủy, bên đây đục cái cửa này, mai đục cái cửa kia. Ông kêu thầy làm thì đục hoài vậy thầy.
Vậy mà từ 2007 bắt đầu niệm Phật, cái bắt đầu cái môi trường này nó thay đổi liền. Còn nếu chúng tôi không niệm Phật mà kêu coi phong thủy từ năm 2000 mãi đến bây giờ và mãi mãi về sau, chỉ gì? Chỉ nằm im không có thể phát nổi. Mà mọi người này về không phải phong thủy mà vì pháp môn tịnh độ. Nói như vậy không phải chúng tôi bác những thầy coi phong thủy, mà chúng tôi muốn nói rằng cái này là cái quy luật mô phạm sắp xếp cho nhà bạn được ngăn nắp đẹp đẽ đâu ra đó. Và cái y báo chỗ này nó thanh bình, nó tốt. Nếu tâm bạn không tốt thì gì? Bạn cũng không thể hưởng được cái y báo đó tốt, và bạn cũng không thể nhận cái nhân quả tốt. Lúc trước mỗi lần Phật tử lên kêu con bệnh hoạn quá, thầy kêu rồi, do cái bếp rồi, do phong thủy rồi, cho nên khiến bệnh. Bây giờ Phật nói làm sao? Do bạn sát sanh, do bạn ăn thịt chúng sanh, do bạn tạo nghiệp ác. Đó, cái đó là chính. Còn cái nhà là phụ. Cho nên thành ra chúng tôi thấy rằng cái hạnh nguyện mà từ khi chúng tôi lập được cái đạo tràng, chúng tôi thấy cái chùa chúng tôi phát, phát là phát qua pháp môn tịnh độ, phát là phát qua bộ kinh Vô Lượng Thọ, phát là phát qua cái công đức niệm Phật. Điều này đúng chân lý. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi không phải bác phong thủy. Quý vị cứ đi coi, coi phong thủy để cho những thầy phong thủy sắp xếp cho nó được gì? Nó được ngăn nắp trật tự, gọi là quy luật mô phạm. Còn nếu mà kêu mà làm phong thủy gia đình không bệnh hoạn, làm ăn giàu có, con cái học hành đỗ đạt, dòng dõi được nối tông đường, cái chuyện này nó 30% chưa tới ước lệ. Mà bạn muốn không bệnh hoạn thì bạn phải phóng sanh, Phật dạy mình mà. Và bạn phải không ăn thịt chúng sanh, bạn phải tích công lũy đức, bạn phải tu hành chứ. Chứ đâu có tự nhiên sửa cái nhà mà bạn lại được cái chuyện mà ngoài nhân quả là bạn không làm mà được hưởng. Dẫu cho được hưởng đó là cái phước thừa của kiếp trước, cái nhân quả tốt của bạn, rồi bạn sửa cái nhà nó tới là bạn kêu là do sửa nhà. Xin thưa, cái sửa nhà nó ước lệ lắm. Vì vậy chúng tôi xác định để cho quý vị đi đúng đường. Duy Phật thánh trí năng chứng tri. Danh từ này hơi khó hiểu. Duy chỉ có Phật dùng cái thánh trí, tức là cái trí tuệ của thánh nhân á, và chứng được cái trí tuệ này, biết được cái trí tuệ này là sự nghiệp, là quan trọng trong cuộc đời. Mà bây giờ làm sao cho cái trí tuệ thì phải có định. Mà muốn có định thì phải có niệm. Mình niệm cái gì để có định? Gọi là chánh định. Đó là niệm danh hiệu A Di Đà Phật. À, chúng tôi giảng sâu vào chỗ này. Niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì có chứng được cái trí tuệ, gọi là đắc được cái trí tuệ này. Mà cái trí tuệ này là cái trí tuệ của Phật. Quý vị để ý nha, những người người ta niệm Phật thời gian, cái cách hành xử người ta nó siêu phàm, nó giải quyết rất nhanh nhẹn, không có lừ đừ, không có lừng khừng, giải quyết dứt điểm rất nhanh nhẹn. Cái gì được thì được, cái gì không là không, và sự việc người ta giải quyết hoàn toàn là chính xác. Bởi vì họ dùng cái trí tuệ họ giải quyết. Còn mình dùng cái tình cảm mình giải quyết. Mình dùng một cái sự phân biệt chấp trước, cho nên nó sẽ rắc rối. Còn nếu mà dùng cái trí tuệ bình đẳng mà niệm danh hiệu ở giới đạo Phật, cho nên nó không rắc rối. Cho nên quý vị biết ở đây bao nhiêu chú, mà nếu không khéo xử trí thì nó sẽ lộn xộn. Và nó cái gì? Chú này nói ra, chú kia nói vô, ông thầy xử trí không bình đẳng. May cho chú này cái áo mà không may cho chú kia. Mình ở nhà mình thương đứa này, mình không thương đứa kia mà. Rồi mình lo cho đứa này cái này, mình không lo cho đứa kia cái khác. Thì tự nhiên tâm nó khỏi lên phiền não. Thì đây là dùng tình cảm xử lý, chứ không dùng trí tuệ để xử lý. Vì bạn không có trí tuệ làm sao bạn dùng trí tuệ để xử lý được. Cũng như con cái trong nhà, thương đứa này hơn, rồi ghét đứa kia hơn, bởi vì nó làm cho mình bực bội cho nên mình ghét nó. Cũng là con mình hết trơn, nhưng mà mình lại không bằng lòng nó. Cái tâm đó là cái tâm không có được bình đẳng, cho nên nó sẽ rắc rối đối với bạn. Khó, xử trí cuộc đời rất khó. Mà nếu mà dùng danh hiệu A Di Đà Phật niệm mà có cái trí tuệ rồi, quý vị xử lý nó rất là tuyệt. Dẫu thân tôi trụ trong các khổ, có nghĩa là Ngài Pháp Tạng nói rằng dầu cho tôi bị rớt vào địa ngục, nghĩa là tôi đang tu trên cái nhân địa để mà xây dựng cảnh giới cực lạc á, dầu cho tôi rớt vô trong địa ngục tôi vẫn không bỏ cái tâm nguyện này. Có nghĩa là dẫu cho tôi trụ ở trong những cái cõi khổ, tôi vẫn không phai cái chí nguyện này. Cái ý của câu này là dẫu thân tôi trụ trong các khổ,
nguyện tâm như thế mãi chẳng thối. Có nghĩa là Ngài vào bất cứ những cái cõi khổ nào, cái nguyện của Ngài thành lập cảnh giới cực lạc thì vẫn không thối chuyển. Nhờ cái tâm không thối chuyển này mà Ngài thành tựu được. Thưa quý vị, thành lập một cái đạo tràng không phải là đơn giản. Nhiều vấn đề rắc rối nếu mình không kiên tâm quyết chí. Ngay thời Phật còn tại thế, thế mà cũng nhiều điều rắc rối xảy ra đối với Phật. Đề Bà Đạt Đa dùng mọi cách lập ra lục quần tỳ kheo, lập ra một cái nhóm riêng đối lại với Phật. Phật mà còn có những đối thủ đó, Phật mà còn phải có oan gia trái chủ, còn bạn làm sao không có? Bản thân chúng tôi cũng có. Có đó là gì? Là người ta thấy sao đạo tràng thầy nhà người ta về đông dữ vậy. Chủ nhật họ về họ ngồi nghẹt từ trong ra ngoài. Cái đĩa tấm Phật gì đâu mà quá trời đông vậy. Hình như ông có bùa hay sao á. Về cái chừng ông bỏ bùa à. Trước giờ chúng tôi có khi nào bỏ bùa để quý vị mê mang chúng tôi lấy tiền không? Phật tử giờ khôn nứt trứng chứ đừng có bỏ bùa vậy họ. Nứt vỏ à, khôn lắm à. Cho nên con người người ta có nhận định. Và cái điều mà chúng tôi luôn luôn để trong lòng đó là luôn luôn tùy hỷ. Nếu thấy người đó giỏi, người đó đẹp, người đó giàu, người đó thành tựu, mình nên tán thán, mình nên ca ngợi, mình nên khen tặng, thì mình mới hành đúng trong cái lời kinh nói. Kinh nói làm sao? Không nói lỗi người, không phạm oai nghi, không phạm cấm giới. Giờ đọc lại kinh Vô Lượng Thọ đi. Vậy mà bây giờ mình giảng kinh, vậy bây giờ mình xưng là con của Phật, đầu tròn áo vuông, vậy bây giờ mình nói mình là Phật tử thọ giới Bồ Tát, mà thấy người ta hơn mình, đạo tràng người ta đông, hoặc giả mình thấy người ta có cái gì nổi tiếng là dùng mọi cách để trù dập người ta, đè người ta xuống, bóp cổ người ta không cho người ta nổi lên. Cái tâm đó là cái tâm ganh tị, cái tâm đó là cái tâm mà phàm tục, thì bạn phải nhận lấy cái hậu quả. Thực sự mà khi chúng tôi lúc trước đi những đạo tràng giảng là chúng tôi muốn Phật tử về cái đạo tràng đó tu tập, chứ không phải chúng tôi đi giảng xong rồi kéo Phật tử về lại chùa chúng tôi. Cái này chúng tôi hôm nay tâm sự thật với các vị. Đến cái mức độ của Tịnh Thất Quan Âm hôm nay là quá tải. Ngày thường mà 800 người, một ngày 2.400 suất ăn, không biết tiền ở đâu, Phật cái dây đạo ký xếp ở đâu. 2 tuần hết 200 lít dầu ăn, 10 can 20 lít mà ăn 2 tuần hết. Cái nghĩa là quá tải. Nói cái chuyện quá tải này không phải là chúng tôi không nhận nữa, hoặc là chán, hoặc giả là muốn cho cái gì giờ bớt. Chúng tôi không có cái tâm này, không cho phép suy nghĩ điều này. Mà mọi người đến mình vẫn hoan hỷ thâu nhận. Cái nhà mà chúng tôi gọi là làm nhà khách á, dựng lên bây giờ cũng ngủ chật luôn à. Rồi khi cái nhà mà phía bên kia cũng nhà khách á, hôm qua cũng lên tiếp khách mà thấy cũng ngủ lu bù chặt luôn à. Làm nhà khách bây giờ họ vô họ nằm họ ở hết luôn à. Thực sự chúng ta rất là vui, họ lên họ nằm lăn dưới đất luôn vậy mà họ rất là hoan hỷ. Như vậy chúng ta nói với quý vị là cái tâm của mình như thế nào người ta mới tới, cái tâm mình như thế nào Phật mới đến. Cái tâm mình là ganh tị, hơn thua, ganh ghét, bỏn sẻn, keo rít, làm sao Phật đến với mình. Rồi cái tâm mình thì nóng nảy, bực bội, đụng đâu la đó, và đi đâu cũng thấy thiếu thốn, lúc nào cũng kêu gọi. Và người ta đã thiếu thốn rồi mình còn đè đầu người ta, mình kêu gọi nữa thì họ tránh mình thôi. Cái là quan điểm của chúng tôi. Mà Ấn Quang Đại Sư nói, sinh là hèn, thà chết chứ không sinh. Và cái ý niệm của bạn luôn luôn là người ta tới là mình giúp cho người ta, chứ không phải mình gặp người ta là mình giao tiếp để có ý mua đồ, để mình xin xỏ,
mình tạo điều kiện để mà mình làm lợi về cho mình, thì bạn càng suy nghĩ như vậy là bạn càng thiếu phước và bạn sẽ càng mất tất cả. Còn bạn sẽ cứ buông ra tất cả đi, bạn cho đi, có bao nhiêu cho bao nhiêu, có ít cho ít, có nhiều cho nhiều, không cho không có khỏi cho, thì bạn lại có tất cả. Cái này nó đúng với nhân quả, cái quy luật của nó đúng với nhân quả. Cho nên cái người mà thiếu phước là khi người ta giao tiếp là cầu lợi mình, khi giao tiếp là người ta muốn hại người khác có lợi về cho mình, khi giao tiếp là người ta muốn dờ vả, người ta không có cái tâm gọi rằng là buông xả để lo lắng cho đối phương. Cho nên thành ra càng ngày hạ càng đi xuống. Cho cái quan điểm chúng tôi khi gặp một người là mình nghĩ liền là họ đang cần mình cái gì, mình có khả năng là mình giúp. Còn cái chuyện mà họ phát tâm trở lại, cái chuyện đó là cái chuyện mà có cũng được không có cũng không sao. Bởi vì mình từ là một cái máy bạc rất che đến hôm nay mà, từ cái khổ lên đến hôm nay, thì bây giờ có ít mình hưởng ít, có nhiều hưởng nhiều, không có khỏi hưởng. Và nó trở về cái không cũng vui vẻ, không có gì cả. Mà trước sau giờ trở về cái không không? Vài bữa ra đi bỏ báo thân này cũng là không rồi, đâu có mang được cái gì đâu. Của cả chùa chiền bổn đạo đâu bỏ lại hết chứ đâu mang được cái gì. Biết như vậy mà bây giờ vẫn dính, khó gỡ. Cho nên hôm nay chúng tôi tâm sự chia sẻ với quý vị, được một cái đạo tràng bình yên này là bao nhiêu hạnh nguyện, bao nhiêu trông gai. Cho nên vừa rồi Châu Thanh có viết cái bài mà kỷ niệm 30 năm, nó hát rất cái ý nghĩa. Ai ở trong này chưa có đĩa kỷ niệm 30 năm giơ tay cho biết không? Ủa còn nhiều quá vậy. Tuần sau đến cho nha. Tuần này hết rồi. Hai vợ chồng hát: dầu cho bao nhiêu gian nan chướng ngại, dầu bao nhiêu nghịch cảnh nghịch duyên đến, mà ít khi nào chúng tôi than vang, chúng tôi kể lể, hoặc giả chúng tôi nói để quý vị sẽ có cái thái độ không tốt với vị thầy kia, vị thầy nọ, mà làm mà trù dập cái pháp hội của mình, chúng tôi không bao giờ. Vì mình có nghiệp oan gia với họ, họ oan gia với mình, thì mình để họ lên bàn thờ mình lạy để nó giải nghiệp, chứ mình nói nó cũng chả giải quyết được cái gì. Đó. Cho nên thành một cái đạo tràng này bao nhiêu cái sự gây go, chứ không phải là đơn giản. Có nhiều lúc mà chúng ta nói để quý vị hiểu là nhiều lúc mà chúng ta nói Phật Di Đà ơi, thôi con muốn đi về cho nó liền nha, để dưới này chú Hiền mấy chú làm gì làm đi. Nhưng mà Phật Di Đà kêu thôi chắc chưa được đâu, ông còn phải ở lại nữa đi. Lo cái sứ mạng ở dưới này. Bởi vì còn Phật tử về nghe pháp là ông phải còn ở đây ông giảng. Chừng nào mà không còn ai nghe nữa hết là tôi rước ông về. Đó là Hòa Thượng Tịnh Không nói. Chúng tôi chưa được điều này. Hòa Thượng Tịnh Không nói chừng nào không còn một người nào nghe nữa hết, nhưng nếu còn một người nghe tôi vẫn còn ở đây giảng, nhưng mà không còn ai nghe nữa, tôi theo Phật Di Đà tôi về Cực Lạc. Cái lời nói này của Hòa Thượng là Ngài làm chủ được sanh tử, biết ngày giờ vãng sanh, Ngài mới dám nói điều này. Còn chúng tôi là chưa được nha. Thú thiệt là chưa biết ngày giờ nha. Vì vậy quý vị biết rằng là với cái pháp môn tịnh độ này, chúng tôi nghĩ rằng với cái mức độ mà cứ bình bình như vậy, tối thứ bảy sáng chủ nhật lên giảng, và ngoài thời gian đó về lại khu chuyên tu chúng tôi công phu, mà cứ đều như vậy một thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, mà cứ đều chan như vậy, thì chúng tôi nói cái sự vãng sanh chúng tôi bảo đảm. Không phải chúng tôi khoe khoang, hoặc giả chúng tôi ta đây tự mãn, mà chúng tôi nói nếu mà an toàn lợi ích chúng sanh là mình lên giảng để truyền bá chánh pháp, và quay về lại dành trọn vẹn thời gian để công phu, đều đặn như vậy. Và cái nghiệp hiện tại này mình chấm dứt. Nghiệp hiện tại đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, tạo nhiều nghiệp ác, mình tạm ngưng, không làm nữa. Và chấp nhận hoan hỷ những cái nghiệp quá khứ đến với mình để mình trả. Người ta nói xấu mình, người ta ruồng rẫy mình, người ta chà đạp mình, văn vui vẻ hoan hỷ để cho nó tiêu nghiệp. Chấp nhận trả những nghiệp của quá khứ, và tranh thủ từng giây từng phút để tạo tịnh nghiệp. Đó là hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm bất sát, hành thập thiện nghiệp.
đó là tịnh nghiệp của nhân thừa. Tịnh nghiệp của thanh văn thừa đó là thọ trì cấm giới, không phạm oai nghi, quy y Tam Bảo. Đó là tịnh nghiệp của thanh văn thừa và duyên giác thừa. Tịnh nghiệp của Bồ Tát thừa đó là đọc tụng đại thừa, hàng ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ, khuyến tấn hành giả, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả. Và tịnh nghiệp tam phước này dầu cho là mười phương chư Phật thành Phật cũng không thể bỏ được cái tịnh nghiệp tam phước này. Mà tịnh nghiệp tam phước này là ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà Phật nói cho bà Vê Đề Hy rằng là bà muốn về Tây Phương Cực Lạc hoặc thành Phật cũng không thể bỏ cái tịnh nghiệp tam phước này được. Đó là Phật nói cho bà Vê Đề Hy. Cho nên cái tịnh nghiệp tam phước này rất quan trọng. Nếu quý vị không hiếu thuận cha mẹ, mà hiếu thuận đây không phải là nuôi dưỡng đầy đủ đâu ngang, không những nuôi dưỡng đầy đủ đâu, mà cho cha mẹ quy y Tam Bảo, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, niệm Phật để cầu vãng sanh, đó mới thực sự gọi là hiếu thuận cha mẹ ngang. Tôn trọng sư trưởng là mình vâng lời nghe theo. Tôn trọng tức là mình vâng lời nghe theo. Cho nên chúng tôi thấy các chú ở đây rất quan hỷ. Những lúc mà biết các chú rất là mệt, nhưng mà cái ao nuôi cá dưới kia nó cứ bị suối nó phá vỡ, nó hư, mà mấy chú rất quan hỷ xuống làm. Mỗi lần chú hiền các chú trên này nói các thầy nhờ xuống đó làm là các chú vui vẻ quan hỷ xuống đó làm. Có nghĩa là phụng hành, quan hỷ. Và hàng ngày thực sự mà chúng tôi thấy cũng rất là đó quý vị. Các chú trẻ, bữa nay trẻ nhiều lắm, mà ăn chay, làm vằn vặt suốt ngày, lo chùa nhà cầu nè, cho mấy bà cụ đi nè, lo lắng suốt ngày công việc nấu ăn nấu uống. Một suất 800 phần ăn như vậy đó, một buổi sáng nấu á, vậy mà có 4-5 chú vô mồ hôi mồ kê ra thấy rất tội. Đáng lẽ tuổi trẻ vậy là họ ở ngoài đời để họ đi làm, họ kiếm tiền bỏ túi, hoặc lập gia đình, hoặc họ xây dựng nhà cửa cuộc sống, phải không ạ? Vậy mà dám bỏ vô trong này để niệm Phật tu hành. Cái căn lành mấy người này cũng đặc biệt. Công nhận biết Phật sao sai sử mấy chú trẻ trẻ đến đây hay thiệt có ngặt. Mấy Bồ Tát trẻ này tới hay thiệt à. Chứ mà thê các cô bên ngoài ra nấu cũng vô nấu cũng đâu dễ gì nấu. Lo lắng mọi việc không phải là dễ. Cho nên chúng tôi từ cái suy nghĩ này chúng tôi thấy Phật sắp xếp. Tự nhiên cái tâm nguyện của mình nuôi các cụ thì tự nhiên Phật sắp xếp là đưa các chú về lo lắng. Chúng tôi thấy Phật sắp xếp rõ ràng từng bước đi của mình. Nếu thực sự mình đi trên con đường mà không phải lợi riêng cho cá nhân mình, mà vì chúng sanh, vì nhân loại, và lo lắng cho các cụ á, mình lo lắng cho chúng sanh á, thì có Phật gia trì. Còn lo lắng riêng ích kỷ cho mình thì Phật không có gia trì cho mình. Nói như vậy các vị ở nhà làm sao? Mình lo cho gia đình mình lo cho con cái mình. Rộng hơn nữa là mình lo bên ngoài, lo cho Tam Bảo, thì công việc của quý vị tự nhiên thấy nó hanh thông, nó thay đổi. Vì vậy với một cái đạo tràng hôm nay cái sức chứa ở trên tỉnh Thất Quan Âm hầu như là các thầy đến, các thầy nói cái chùa ông thầy nhàn nó cũng đơn giản chứ nó đâu có đẹp, nó đâu có quan cảnh gì đâu, mà sao người ta kéo lên dữ vậy ta? Đáng lẽ là như thiền viện Trúc Lâm hoặc cái chỗ cái cảnh nó có hồ nước đồ, có hồ ngồi đập dịch đồ chơi đồ, có nghĩa rằng là quang cảnh nó đẹp á, thì đông không nói, mà không biết sao mà họ đông dữ vậy. Họ không hiểu ra rằng những con người này tin danh hiệu A Di Đà Phật, những con người này khi lên đây hưởng cái năng lượng từ trường và công đức hàng ngày, các cụ niệm Phật mười mấy tiếng, họ thấy họ thoải mái. Cho nên thành ra là họ cũng không ngờ rằng cái danh hiệu A Di Đà Phật với một cái pháp môn tu đơn giản vậy mà lại hấp dẫn những người Phật tử về đây. Cho nên đây là một cái sự nghiệp mà Phật tổ giao phó, gia trì gia hộ. Cho nên chúng tôi gìn giữ lo lắng vun vén cái đạo tràng, sợ họ thối tâm. Họ thối tâm là có nhiều người nói Tây Phương Cực Lạc làm gì có, mấy ông tổ ở bên Trung Quốc ông bịa ra, cái làm gì có Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ đây không chịu lo sinh sống làm ăn mà cứ đòi về Cực Lạc, về Cực Lạc là mấy chuyện điên rồ. Tức là họ chưa nghiên cứu về kinh Quán Vô Lượng Thọ, chưa nghiên cứu về kinh A Di Đà, cho nên thành ra họ phá
Nếu mà quý vị không kiên tâm quyết chí á ngang, rớt liền, thối tâm liền. Lúc trước chúng tôi cũng chưa có tu tịnh độ, chúng tôi gặp ông sư huynh ông niệm Phật. Chúng tôi nói thầy niệm Phật cũng như lấy máu rửa máu, làm sao mà sạch được cái tâm. Bởi vì niệm A Di Đà Phật cũng là cái niệm, mà còn niệm là còn vọng. Ông nghe ông cũng chớ giới với mình nữa nghe. Tức là mình dùng cái lý để mình phá cái sự tu hành. Cái này đọa chết. Sau thời gian nghe Hòa Thượng giảng một cái, mình tỉnh ngộ ra sám hối. Cái niệm A Di Đà Phật không phải là máu, mà nó là một cái nước cam lộ, và nó là một cái loại thuốc tẩy cực mạnh để nó tẩy hết tất cả những cái tâm ô uế của quý vị. Lý luận vậy mới đúng. Chứ còn lý luận mà nói câu A Di Đà Phật là vọng niệm, rồi niệm trong tâm mình nó cần sanh lên vọng nữa, không phải đâu, sai rồi. Cho nên chúng tôi về giảng để củng cố niềm tin của quý vị. Còn để mà niệm Phật mà quý vị cũng có niềm tin, tụng kinh mà cũng có niềm tin, nó hơi lâu. Cho nên chúng ta mong quý vị nên nghe đĩa. Những cái buổi giảng như vậy, quý vị thấy chúng tôi chỉ nhìn vô kinh thôi, chúng tôi giảng chứ chúng tôi không chuẩn bị trước. Mà về lại nhà chúng tôi cắt cái đĩa, chúng tôi nghĩ không hiểu vì sao mình nói được như vậy. Chắc chắn là có cái sự gia trì của Phật. Mà vì sao mình có cái sự gia trì của Phật? Mình phải niệm Phật, tâm mình phải chân thật, tâm mình phải vì người hơn vì mình, thì âm thầm có sự gia trì của Phật. Âm thầm tức là mình không thấy nha. Âm thầm tức là mình không thấy nhưng mà vẫn có. Gió mình thấy có không? Không thấy, nhưng mà mấy lá cờ rung là mình thấy có gió. Nhưng mà con mắt mình không thấy gió. Mà cái qua những cái biểu tượng cờ nó rung, cây nó rung thì mình thấy có gió. Cũng vậy, Phật mình không thấy nhưng mà âm thầm gia hộ. Cho nên sức khỏe mình thay đổi, trí tuệ mình sáng suốt, gia đình mình được bình yên. Mình làm không có phát đạt như lúc trước, mà nó cứ bình bình, nó an toàn, cuộc sống nó bình yên. Thấy tự nhiên nó thay đổi ra, mừng quá, vui quá. Đó là gia trì của Phật đấy. Thực sự hôm nay mỗi người mỗi cái hoàn cảnh. Có những người hoàn cảnh vì thân thể đau bệnh lên trên này, nhờ thầy rờ cái đầu cho nó hết đau bệnh. Nếu mà thầy có cái khả năng này chắc bộ mình kiếm tiền nhiều quá nha, hơi mau á. Khỏi còn bác sĩ mà. Mà đâu có chuyện này xảy ra. Quý vị đau đầu nhức óc là do tâm lý quý vị bất an. Hồi đêm hôm qua chúng tôi vừa đi giảng về, gặp cái cô Phật tử bên Mỹ, cô gọi gặp chú Quang. Bởi vì chú Quang là cầm điện thoại, cô nói phải thầy nhàn không vậy? Kêu không phải, chú ơi, con tha thiết chú cho con gặp thầy một chút thôi, 5 phút thôi. Chú Quang kêu không được, thầy mới giảng về thầy nghỉ rồi. Cái ổ mới giảng 9 giờ xong mà nghỉ sớm vậy, vì nó biết giờ giảng bên này. Cô kêu cho con gặp một chút xíu thôi, 5 phút cũng được, con van xin chú á, con lạy chú á. Trời, nó đòi làm gì mà cần dữ vậy trời. Cái cuối cùng cái chú Quang hỏi sao được không thầy, kêu thôi nếu họ ở Việt Nam thì địa chủ nhật họ lên, nhưng họ ở bên Mỹ xa xôi thôi, tội quá, cho họ gặp một chút đi. Gặp thầy á hả? Hả thầy hả? Trời ơi, con tưởng là chú đó không cho con gặp thầy chứ. Thầy biết không, mấy hôm nay con ngủ không được. Làm gì ngủ không được? Cái bà ngoại con mất, con cứ nhớ bà ngoại con, rồi con nằm mơ con thấy bà ngoại con về, rồi cái lòng con cứ nóng nó rang rứt. 3 tuần hôm nay ngủ không được, đi bác sĩ ngủ cũng không được, bác sĩ cho uống thuốc ngủ thì nó nằm nó ngủ, nó thức dậy nó quá mệt luôn. Con thương bà ngoại cho nên thành ra bà ngoại con cứ rây rứt và con khó chịu quá. Bây giờ thầy có cái pháp gì giúp cho con ngủ được không, cho con yên tâm không? Nhân nhàng hỏi đúng thầy đúng thuốc rồi. Hỏi vậy làm sao thầy? Kêu con niệm A Di Đà Phật đi nó hết. Đơn giản vậy hả? Kêu đơn giản vậy thôi. Cứ nghĩ nó không tin. Hỏi niệm bằng cách nào? Bây giờ con suốt ngày con cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái là chúng tôi niệm cái thầm này cho cổ nghe, rồi bắt đầu cổ niệm thầm lại. Nó kêu sở dĩ á, mà bà ngoại của con không được siêu thoát là con thương bà ngoại, rồi con quyến liếng bà ngoại con, rồi bà ngoại con cũng thương con, cho nên trong giấc mơ con cứ thấy bà ngoại con. Và khi ban ngày thì bực bội, khó chịu, nóng rang trong bụng, đi bác sĩ uống thuốc cũng không hết. Lâu ngày nó mất ngủ, đi đến cái chuyện bệnh hoạn. Mà con làm như vậy bà ngoại con không siêu thoát, con bị mang tội. Nó nghe vậy nó sợ. Không được siêu thoát vì con quyến liếng bà ngoại con, cho nên bà ngoại con không siêu thoát, mà làm cho con cũng bất an nữa. Thôi bây giờ con niệm Phật đi, mà bà ngoại con nếu mà ở bên cạnh con cũng niệm Phật theo con, bà ngoại con giảng sanh luôn. Ồ cái này sao hay vậy.
có câu niệm Phật không mà sao thầy lý luận nghe hay quá vậy? Thôi con chịu niệm Phật rồi đó, nhưng mà vài bữa cho con gặp thầy một chút nữa được không? Kiểu làm gì gặp nữa, thôi cứ niệm Phật đi. Có nghĩa là đang chơi dơi rồi, đang chơi dơi rồi, và trong lòng nó cứ rây rứt, nó nóng rang hết trong bụng, 3 tuần mà ngủ không được, dễ sợ. Cho nên cái tư tưởng nó dính mắt đằng ngoài. Bây giờ con niệm Phật chung với con thấy mát mẻ, con ngủ được liền, con an lạc. Như vậy là con mới giúp, thực sự là con giúp cho bà ngoại con. Chứ bây giờ con thương, con nhớ bà ngoại con đâu có giải quyết được gì, mà con mà mang bệnh nữa, bà ngoại con không được siêu thoát nữa. Nghe vậy ngọ ra liền. Cho nên nếu mình không chuẩn bị cái tâm lý niệm Phật, cái lúc chồng mình mất, cái lúc vợ mình mất, cái lúc con mình mất, cái lúc mất tiền, cái lúc mất của, cái lúc cháy nhà, thôi cái khổ nó khủng hoảng, nó kinh hoàng, nó vật vã, chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, lúc đó niệm không kịp. Nhưng cô này có căn lành, khi nói một cái là cô chịu niệm liền, bây giờ cô quá khổ rồi, cho nên cô bám vô danh hiệu Phật liền, là nó sẽ qua được. Cho nên cái danh hiệu Phật không phải là để lúc đụng chuyện mà quý vị niệm là nó trôi đâu ngang. Bây giờ mình phải tích lũy trước cái định lực niệm Phật ngang, mình tích lũy trước cái năng lượng niệm Phật ngang, để cái lúc đụng chuyện đến rồi mình lấy cái năng lượng đó mình xài. Như vừa rồi chúng tôi hồi tối có kể, khi mà cái suối nó sụp đổ một cái, nhìn thấy nó khủng hoảng, nước nó tràn lan ra hết trơn, nó đổ như vậy là tốn cũng nhiều tiền nữa. Tự nhiên trong lòng nó lo lắng, cái nó ức ngay trong thủy liền, nó nhói nhói như lấy, người ta lấy dao người ta khuấy trong đó vậy. Nó tức tức, nó khó chịu, buông cái tâm tiết đó ra, niệm A Di Đà Phật cái nó qua. Mà khi nó qua rồi, tối mình ngủ cái lực niệm nó yếu, sáng mai nó làm tiếp lại nữa. Ghê chưa, niệm thêm một ngày nữa bắt đầu nó mới qua. Nếu cái ý niệm này mà cứ bực bội, cứ tức tối và cứ tiếc rẻ và cái sức định không có thì phải đi bác sĩ chứ. Bác sĩ nói sao? Đau thượng vị, bao tử cuốn bao tử. Đó. Rồi chính cái ý niệm đó bắt đầu nó chiết ra cái chất chua, nó lét cái bao tử. Đến bây giờ nó khỏe rang trong người nó nhẹ nhàng. Chỉ một câu A Di Đà Phật mà giải quyết được vấn đề. Lạ kỳ, chỉ một câu A Di Đà Phật mà giải quyết được, thân mình an ổn, tâm mình yên ổn, an lạc. Và mọi sự việc bắt đầu đã sắp xếp lại từ 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 từ, từ nó cho chảy bình yên trở lại. Hay, câu niệm Phật hay. Trong này có người nào niệm Phật mà thấy hay hay giơ tay lên chút coi. Ồ, cũng nhiều quá cho ta. Cũng có đồng hương hết ta. Hay lắm. Chúng tôi vẫn biết trong này có những người niệm Phật có hiệu quả. Nhưng mà khi thấy cái hiệu quả đó rồi, tưởng là mình đạt rồi cái mình bỏ. Nghĩa là thân thể đau bệnh, niệm hết đau bệnh, bỏ. Thân tâm tâm linh bị phiền não, niệm qua khỏi phiền não, bỏ. Hoặc giả nó không có quyết liệt như cái lúc mà trước khi bệnh, trước khi bị phiền não. Riêng bản thân chúng tôi không phải tự mãn. Bây giờ không bệnh hoạn nè, tâm linh đang được yên ổn nè, mọi sự việc bình yên nè. Vậy mà chúng tôi dùng mọi thời gian đi vào công phu, 1-2 giờ dậy niệm 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 tha thiết á ngàn. Mình niệm mình tưởng chừng như nhiều lúc mình thấy, ồ, mình niệm như vậy như là mình đang tranh thủ về cực lạc, mình đang bị cái vấn đề gì đó sắp đến với mình vậy đó. Nghe cái vấn đề gì sắp đến không? Người ta báo cho mình là có những cái chuyện rắc rối đến với mình á, niệm khẩn thiết như vậy đó. Chứ để mà đụng chuyện rồi quý vị niệm không trôi, bị cái sức định quý vị kém, mà cộng lại với cái sự việc đó nó quá lớn lao đối với quý vị không đủ sức tin niệm Phật và không có sẵn cái năng lượng mà mình tích trữ á, niệm không trôi. Mà khi niệm không trôi thì sao? Mất tính tâm với danh hiệu Phật, mất tính tâm với Đức Phật A Di Đà. Lần lần với quý vị bị hết cái đợt sống này, nó dồi thêm đợt sống khác, hết phiền não chuyện này đến phiền não chuyện khác, nó dồi dập liên tục, câu niệm Phật không còn tiếng hiệu nữa, mất niềm tin với danh hiệu A Di Đà Phật luôn. Cái chuyện này xảy ra với các vị hơi khá nhiều đấy. Cho nên khi đụng chuyện là mình cầu cạnh bên ngoài, chứ mình không có cầu cạnh câu danh hiệu A Di Đà Phật, mình không có cầu cạnh với cái đức tin của mình với Đức Phật A Di Đà, mình không cầu cạnh cái nguyện lực của mình với Đức Phật A Di Đà, cho nên thành ra mình cứ thất bại dài dài. Nó dị nghiệm lại cuộc sống mình coi, chắc chắn là nó như vậy đấy. Nhưng mà bạn muốn tin vào câu danh hiệu A Di Đà Phật, tin vào đức tin của mình và tin vào cái nguyện lực của Phật, bạn phải có thời gian dùi mài tu luyện, sáng sớm thức dậy,
Rồi sao nữa? Công phu niệm Phật. Tối niệm Phật, hàng ngày niệm Phật, phóng sanh, ăn chay, tu hành, tích công lũy đức, tức là tích tập công đức thành một cái bờ lũy kiên cố. Trong kinh nói là tích công lũy đức. Công đây là công phu thì nó mới sanh ra được công đức. Công phu đó là niệm Phật, là lạy Phật, là ăn chay, là tu hành, là dùng cái công phu này thì nó mới sanh ra công đức. Mà công đức này không phải là ít đâu, nó giống như một cái thành lũy kiên cố để những cái nước phiền não, để những cái sóng của sanh tử á, nó không thể phá vỡ được cái bờ đê này. Ngay chỗ này nè, thành lũy bờ đê này phải đắp hàng ngày thường xuyên, đó là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ, lạy Phật, ăn chay canh cánh bên lòng, nghĩ đến Đức Phật A Di Đà, gọi là nhớ Phật, nghĩ Phật. Đắp cái thành lũy này, đắp cái tư tưởng này, đắp cái ý niệm này cho nó thành một cái bờ. Bờ đó là bờ lũy niềm tin, và cái sức bờ lũy của nguyện lực. Hai yếu tố này là hai yếu tố được vãng sanh. Vãng sanh hay không là do tín nguyện, còn hành trì sâu hay cạn là phẩm vị thấp hay cao. Thấy chưa? Mà cái thành lũy này mới bị đắp nó lỏng lẻo. Cũng như cái bờ nước chúng tôi, lúc trước chúng tôi xây nghĩ rằng là mình sẽ xây hai bờ gạch lên để giữ nước, xong rồi mình sẽ xây hai bờ đá để cho nó giữ nữa, cho kiên cố. Thì sao? Nước nó về ao ạt, nó xô đổ thành liền. Mà khi nó xô đổ rồi một cái, để mà xây lại cái thành mới rất là vất vả, cực nhọc, vô cùng chán nản. Khi mà thất bại một cái là chán nản, không có niềm tin vào công việc, không có niềm tin vào pháp môn tu cho con. Bởi vì mình đắp không kiên cố, hàng ngày mình không có công phu. Khi phiền não nó đến, khi cộng tử nghiệp nó đến, khi thọ mạng nó hết, lúc đó thành lý yếu nhất, dòng suối sanh tử và nghiệp lực nó cuốn đi một phát là thôi, về tới địa ngục liền. Nó cuốn một cái là mình phải gì? Đầu thai chui vô bụng mẹ 9 tháng 10 ngày liền, chịu không nổi. Lúc đó niệm, nhưng mà niệm trớt trớt, niệm ngoài môi, niệm không có cái chút ý vị, mà niệm không có một cái sức mà cảm với Phật. Bởi vì cái tích lũy của bạn, cái thành lũy này, tích công lũy đức này nó kém quá. Sở dĩ kém là hàng ngày quý vị không dành cái thời gian để quý vị công phu, cho nên thành ra đụng chuyện mình chịu không nổi với nó. Cho nên cái bữa đó mà cái thành mà đứng mưa nó về, nó xô ngã một cái, vậy mà nó ức nhói 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 trong này, khó chịu, dễ sợ, tiếc cổ. Mà cái tiếc nó giải quyết được vấn đề gì? Niệm Phật tâm thanh tịnh để nó sáng suốt rồi tiếp tục mình giải quyết chứ. Nhưng mà cái sức định mình không có, niệm không trôi. Từ cái tâm bất an sanh ra bệnh hoạn. Rồi từ cái thân bệnh hoạn này nó sanh ra cái gì nữa? Nó sanh ra cái phiền não. Đụng chú nào cũng la, đụng chú nào cũng chửi, bực bội làm banh chành hết trơn. Ghê chưa? Từ một cái ý niệm thôi mà nó sanh ra rối loạn hết trơn. Bạn đừng có tưởng một cái ý niệm ác nhỏ mà bạn không có tiêu diệt, bạn không có chuyển hóa nó, bạn chấp chứa lâu ngày nó thành một ý niệm ác lớn khủng hoảng, là lúc đó bạn tiêu. Bạn đừng có chê một cái niệm thiện, một cái điều thiện nhỏ mà bạn không làm. Nhiều điều thiện nhỏ nó tích tập thành một điều thiện lớn. Nhiều cái niệm A-di-đà Phật lâu ngày nó thành một cái sợi chuỗi, nó xỏ sâu vào, nó trở thành một cái thành lũy kiên cố. Từ một cái niệm yếu ớt này, niệm lâu ngày, nó trở thành một cái định lực kinh hồn. Định lực mà không có một cái gì có thể làm lung lay cái niềm tin của bạn. Cũng đắp từ câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật lên, từ viên gạch A-di-đà Phật lên. Từ viên gạch họ có thể kiên trì, họ xây lên cái tầng nhà mấy trăm tầng. Chúng tôi có đi qua bên nước ngoài, bên Đài Loan, họ có một cái tòa nhà nó cao khủng khiếp, 101 tầng. Vô cái thang máy siêu tốc, bấm nút một cái là mười mấy, ba mươi mấy giây là lên tới trên đỉnh rồi. Đứng nhìn khắp toàn bộ cái nước Hàn Quốc, qua bên Mỹ ngay chỗ Chicago, lên họ bấm nút một cái là lên tuốt lên trên, nhìn thấy hết cái thành phố của Mỹ. Từ đâu? Từ những viên gạch nhỏ họ chất từ từ lên. Những người mà biết ngày giờ vãng sanh tự tại, thâu thần tịch diệt, Phật rước đi, cũng từ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Họ nhen nhúm từng câu A Di Đà Phật mà họ chăm chỉ. Mà những người nào chăm chỉ? Những bà già buông xuống vạn duyên, không còn công việc nào hết, những người này thành công.
Còn những vị còn công việc làm ăn, còn cuộc sống, mình tu gọi là cầm chừng, giữ cái niềm tin, để khi công việc mình sắp xếp xong hết là buông, bắt đầu đi thẳng vào công phu. Cho nên chúng tôi nuôi các cụ già là những cụ này không còn lo lắng chuyện gì nữa hết. Chứ mà nuôi mấy đứa nhỏ nhỏ lớn lên á, thực sự cái duyên họ đến thôi, chứ cái mục đích chúng tôi vẫn nhắm vào các cụ, để các cụ biết ngày giờ vãng sanh. Bởi vì các cụ không còn lo gì nữa hết, con cái cũng không lo, chồng con cũng không lo, khỏe có một cái nữa, già đâu có sanh đẻ gì nữa đâu đó. Khỏe phải không? Tha hồ mà tu, không lo nghĩ gì nữa hết, đúng không? Cho nên cái niệm Phật, cái khó là cái buông xuống vạn duyên. Còn cái niệm ai niệm cũng được hết. Cho nên cái khó là cái khó buông xuống vạn duyên. Bạn chịu buông một cái là bạn thành công. Cho nên các cụ lên đây mà có nhiều cụ còn dính con, dính cái, dính nhà, dính cửa, rồi về phải lo cưới vợ gả chồng cho con cái. Chúng tôi nói các cụ không còn thời gian kịp. Nếu các cụ lo như vậy ha, thì một thời gian sau cái tâm của mình nó bị cứ hướng ra ngoài hoài, cái nó kéo các cụ về đời luôn. Hết tu trong này nọ. Cũng khó vãng sanh chứ. Mấy trăm cụ mà mấy năm nay chưa có cụ nào đi. Lòng dễ sợ. Có cụ nào mở hàng giùm đi. Vãng sanh là mở hàng giùm. Không mà lạ lắm nha, người ta đi, người ta đi theo theo bầy, theo lũ á nha. Một cô đi cái nó kéo nhau đi á nha. Mà chưa có ai dám mở hàng đi. Không, thực sự một người trong này có cụ mà biết ngày giờ vãng sanh một cái, nó tạo cái niềm tin ở trong này, bắt đầu ngày đêm họ tinh tấn cho con nha. Lạ lắm á nha, một người mà biết ngày giờ vãng sanh rồi, tự nhiên là cái đạo tràng này bắt đầu nó vươn lên cho con. 3 năm nay mà chưa có ai vãng sanh hết trơn. Chỉ có vãng sanh là hộ niệm thôi, chứ còn không có nói thưa thầy Phật Di Đà báo cho con rằm tháng 7 con đi nghe thầy, 3 tháng nữa con tạm biệt thầy, con về quê cha đất tổ. Nếu mà thực sự mà tu hành Phật báo trước 3 tháng. Nhưng mà không biết làm sao 3 tháng cái họ chưa đi. Làm sao? Ma báo. Ma báo là bởi vì tâm của bạn muốn vãng sanh mà không có nguyện, không có tính và không có hành. Ngồi cứ muốn riết này nó trở thành bệnh vọng tưởng, ma hiện ra. Điều này nguy với bạn. Cho nên dầu cho bạn nhất tâm niệm Phật, sáng chiều bạn đến bàn thờ, bạn nguyện bản sanh, tha thiết một lòng. Còn nếu bạn không niệm Phật mà ngồi đây, Phật ơi con muốn vãng sanh, con muốn vãng sanh, cứ muốn riết như vậy rồi vọng tưởng điên đảo sanh ra, cũng biết ngày giờ, nhưng mà ngày giờ đó chật lắm, sai. Cho nên mấy cụ mà biết ngày giờ phải kiểm tra cho thiệt kỹ. Cho nếu mà kiểm tra không kỹ, thông báo Phật tử kéo nhau ùng đến đây đông đen để coi bà đó vãng sanh, thì cũng đúng giờ đó bà vãng sanh, bà ngã lựa giữa ra cái bà nằm cái chút rồi bà sống lại. Cái này chết đó nha. Cái này là chết đó nha. Mất niềm tin, người ta kêu Phật gì đâu mà rước nửa chừng Phật trả về vậy. Cái bà này chắc tu tào lao hay sao vậy? Hay là không có Phật rước chứ làm gì mà tự nhiên vãng sanh rồi sống lại? Cái này là nguy hiểm vô cùng. Cho nên cụ nào vãng sanh là chúng tôi phải cho vô một cái nhà riêng, đặt mấy cái ống kính để đó. Lỡ mà vãng sanh thì lấy cái tư liệu đó, chứ còn mà tôi không bố với đại chúng á ngang, mà lỡ không vãng sanh là chết. Cái này kẹt lắm á. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng có nhiều vị trong này rất là giỏi về cái mặt giáo lý, nhưng mà xin thưa cái hành trì sợ quý vị không có thời gian, cho nên nó chỉ giỏi đến cái văn huệ thôi, cùng lắm là tư duy thôi, chứ mà tu huệ quý vị vẫn chưa đạt được. Vì cái tu huệ chưa đạt được cho nên thành ra quý vị vẫn chưa hưởng được cái pháp vị, cái niềm an lạc của cái pháp môn Tịnh Độ. Đấy, vì vậy chúng tôi về đây nói phương pháp tu hành, phương pháp trì niệm, để cho quý vị nắm bắt để chúng ta hành trì. Bây giờ thời gian mình không có nữa, cho nên đừng đi lòng vòng. Riêng bản thân chúng tôi bây giờ thực sự mà muốn đi học ở Đài Loan, đi học nước này nước nọ, thừa khả năng. Bây giờ chùa chiền có mấy chú lo được trên này rồi. Và cái khả năng điều kiện kinh tế và cái uy tín cũng như là Phật tử ở nước ngoài lo cho chúng tôi đi là cái chuyện đó rất dễ. Đi Ấn Độ nè, đi Trung Quốc nè, hoặc giả đi Đài Loan học 5-3 năm là cái chuyện đó với chúng tôi rất dễ. Không phải chúng tôi tự mãn,
Nhưng mà chúng tôi thấy học vậy là đủ quá rồi. Hòa Thượng Tịnh Không nói học một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, niệm bốn chữ A Di Đà Phật, về tới Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà. Bạn muốn học thêm di thức, bạn muốn học thêm pháp Hoa Lăng Nghiêm Niết Bàn, học trực tiếp với Đức Phật A Di Đà. Chứ bạn học dưới đây nhiều quá lòng vòng coi chừng là ở lại lớp. Tịnh Không Pháp Sư hay quá. Khi chúng tôi nghe Ngài nói thì chúng tôi tin liền, buông vạn duyên, giữ bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Vậy mà 4-5 năm nay vẫn chưa tính giải hành chứng cái bộ kinh này. Mà khi tính giải hành chứng cái bộ kinh này rồi thì tất cả các bộ kinh khác bạn đều tính giải hành chứng hết. Mấy năm nay mà vẫn chưa niệm Phật nhất tâm, chưa niệm Phật tam muội, bạn còn đi lòng vòng để tìm cái gì nữa? Còn sao bạn không dành cái thời gian để bạn đi vô nhất tâm niệm Phật, lý nhất tâm, sự nhất tâm, niệm Phật tam muội đi, và niệm đến tâm không Phật hiện, đâu có khó đâu. Mà sao bạn không chịu làm? Bởi vì bạn không chịu buông. Cho nên hôm nay chúng tôi ngưng lại hết, lên Đà Lạt về đến chiều mình thấy cái tâm mình cũng hơi yếu yếu rồi, huống hồ chỉ là đi xa. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi dành cái thời gian ở nhà công phu nhiều hơn. Và phóng sanh ở đây cứ mỗi tuần lễ là 20 triệu, bữa nay hơn á. Và một tháng chúng tôi cũng được 80 triệu rồi. Thôi, một tháng chúng tôi phóng sanh như vậy là đủ rồi. Bây giờ dành thời gian để niệm Phật, để cho tâm không Phật hiện, theo như Ấn Quang nói. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi dùng cái thời gian để công phu và để giảng kinh. Còn mọi sự việc trên này giao lại cho các chú làm. Thì có cơ may khế hợp một phần nào lời của Phật Tổ, và có cơ may cuối cuộc đời mình không ân hận. Không ân hận là gì? Không ân hận là mình đã được Phật báo ngày giờ về Tây Phương Cực Lạc, nhưng bây giờ vẫn chưa được. Mà bây giờ chưa được thì phải làm sao cho được? Bản tính chúng tôi là đã khi làm là phải làm cho tới cùng, và có cái sự đam mê trong đó. Quý vị biết đam mê mà 12 giờ mấy 1 giờ dậy niệm Phật, phải có đam mê niệm Phật mới niệm nổi ngang. Không có đam mê niệm không nổi. Trời, nó cà gà cà gật á. Và mấy cái tuần lễ đầu tiên, mấy cái tháng đầu tiên đứng lên nó sụm xuống, đứng lên nó sụm xuống á. Chứ không phải dễ dàng với nó đâu à. Mà phải đam mê lâu ngày, tự nhiên nó thành thói quen. Thực sự bữa nay mà kêu 1 giờ mấy 2 giờ thức dậy mà kêu buồn ngủ là nay hết rồi đó. Hồi sáng là khó khăn nhất mà vượt qua được, là mình nghĩ rằng là lâu ngày nó phải vượt qua được thôi. Chúng tôi nói như vậy để cho quý vị dành cái thời gian để quý vị công phu. Thưa quý vị, thời gian đã hết. Giới ngàn hôm nay thực sự hết sức là ghi nhận quý ni sư, quý sư cô về ở đây để tham dự pháp hội, lắng nghe những cái điều tâm huyết của Giác Nhàn nói ra. Cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và độ chúng sanh qua pháp môn niệm Phật, một đời này lão thật niệm Phật để mà biết ngày giờ lâm chung Phật rước về Cực Lạc. Bởi vì tăng ni của chúng tôi sự nghiệp đó vẫn là giải thoát. Giải thoát tức là cởi mở hết những dây ràng buộc và ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, về đến Tây Phương Cực Lạc. Đó là mục đích của người tu hành. Người xuất gia cũng như người tại gia muốn giải thoát thì phải gì? Phải lập chí bền vững. Chí bền vững đó là tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái chí nguyện này không phai, mà kiên tâm quyết chí sẽ có một ngày xuất hiện. Đó là Đức Phật A Di Đà báo ngày giờ cho bạn. Và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử phát Bồ Đề tâm, tinh tấn niệm Phật, một đời này quyết định mở mắt thấy Phật, về đến Tây Phương Cực Lạc là quê hương, gọi là quê cha đất tổ. Và ngày mà Phật cầm đài vàng xuống, đó là ngày ca khúc hải hoàng. Đó ngày là ngày vàng son của quý vị. Chứ đám cưới không phải là ngày ca khúc hải hoàng đâu. Những cuộc vui nào rồi cũng tàn bạn ơi. Mà cái cuộc vui cứu cánh viên mãn đó là Phật cầm đài vàng đến rước bạn về Cực Lạc. Nhưng bạn trước sau gì thọ mạng bạn cũng sẽ hết. Và trước sau gì bạn cũng phải ra đi. Mà con đường này là con đường chánh đạo, bạn không đi
thì bạn đi những con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh gọi là tà đạo, là đường cong vậy á, hoặc giả bạn chui vô bụng mẹ thì càng khổ nữa. Trước sau gì bạn cũng phải ra đi thôi, bành tổ 800 năm mà còn phải ra đi mà. Cho nên muốn ra đi thì bây giờ phải chuẩn bị tư lương hành trang. Muốn tổ chức bất cứ một cái tiệc vui gì bạn phải chuẩn bị. Bạn muốn xây nhà bạn phải chuẩn bị tiền bạc. Bạn muốn tổ chức đám cưới cho con cái bạn cũng phải chuẩn bị tiền bạc, lo lắng mọi việc. Mà bạn chuẩn bị cái cuộc hành trang, một cuộc ra đi lâu dài, bền bỉ ở bên đó, mà bạn không chuẩn bị thì làm sao bạn đi? Cái chuẩn bị đó rất là công phu, và tư lương đó là tính hạnh nguyện, là thiện căn phước đức nhân duyên. Nếu bạn không chuẩn bị thì làm sao bạn đi? Thực sự đối với cái uy tín của chúng tôi hiện nay, không phải chúng tôi tự mãn khoe khoang, muốn đi Mỹ rất dễ. Hòa Thượng Trí Đức viết cái thư gửi về là đi thôi, đâu có gì đâu. Mà viết thư gửi về rồi đấy, bên Nhật đi cũng rất dễ, Úc đi cũng rất dễ. Bởi vậy đi mười mấy nước rồi, cho nên thành ra đối với đi nước ngoài chúng tôi là rất dễ. Mà mỗi lần đi về giảng xong, được thi tham quan xong, người ta cúng mấy chục ngàn đô mang về nữa. Mà đối với chúng tôi bây giờ cái niềm vui đó không bằng cái niềm vui chúng tôi ở trong nhà, ở trong thất niệm Phật. Không phải mình không muốn đi quằn quá chúng sanh, không phải là mình đi về có tiền mình không thích. Dĩ nhiên khi đi về có tiền vẫn lo cho Phật tử, vẫn lo cho các cụ. Nhưng bây giờ mình biết đủ, mỗi chủ nhật về Phật tử bỏ 5.000, 10.000 tùy hỷ bỏ, tùy hỷ họ có để đủ nuôi các cụ rồi. Thôi đủ rồi, Phật gia hộ vậy là đủ lắm rồi. Lỡ mình đi qua Mỹ mình máy bay nó hết xăng, nó rớt xuống là chết, hoặc giả nó bị trục trặc cái là bản sang Tây Ninh, thôi nguy hiểm quá, thôi ở nhà cho nó chắc ăn, bảo đảm phần bản sanh, biết ngày giờ rồi muốn đi đâu đi, giờ cực lạc rồi xẹt xuống bên Mỹ cũng gần. Nên thành ra là kêu mà quý thầy quý cô mà quý Phật tử muốn đi nước nào đi không phải là dễ nha. Nhưng mà chúng tôi thấy cái sự ra đi đó nó vẫn chưa phải là chúng tôi muốn, mà cái sự ra đi của chúng tôi đang muốn bây giờ đó là về Tây Phương Cực Lạc. Cái này nói thật lòng chứ không phải chúng tôi nói dối trá lòng để cho khích lệ các cụ đâu nghe, mà chúng tôi nói thật lòng. Bởi vì bây giờ mình 42 tuổi, đang còn sức khỏe, đang còn minh mẫn, mà phải tha thiết để Phật xuống rước ngày nào, giờ nào mình đi giờ đó. Còn không á, thọ mạng mình hết rồi, mình phải về trên đó. Một về, hai về, trăm về, ngàn về. Ở chi nơi đây, ở chi nơi đây, nợ chồng vấn vương, nợ chồng vấn vương. Hòa Thượng Tịnh Không nó mang cái đẩy da thúi này mà cứ giữ hoài. Da thúi không? Chét bột, chét đồ, nhìn thấy nó sáng lẹ cái mặt. Nhưng mà làm sao? Rạch ra cái là máu nó chảy, trời nó tanh, quá trời tanh. Nhưng mà lạ gì rồi, cái chú đệ tử chúng tôi té từ trên cầu rớt xuống, rách mây 7-8 mũi, ông kia sao không thấy đâu, máu chảy ra không có tanh. Người ăn chay máu nó không tanh hay sao? Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói là đây là cái đẩy da thúi, củ khiếu, khiếu là lỗ, củ là chính. Chính lỗ nó ra cái chất dơ, đi tiểu, đi cầu, phải có chỗ để đậy lại trong thân nó thúi chết đi. Bởi vì trong này nó dơ cho nên mới ra cái chất dơ chứ. Ngủ ghèn rồi nó chảy ra, cái ráy rồi nó chảy ra. Vậy mày muốn giữ cái đẩy da thúi này, quán nó là bất tình, nó là dơ giấy cho nên nó chảy cái gì, chính lỗ củ khiếu bất tình chảy ra. Khi bạn nhìn được như vậy rồi, bạn không có tham tiếc, bạn không có tham luyến thân quý vị, mà cũng không tham luyến về sắc dục. Chỉ cái thân tử ma châm kim ở bên Tây Phương Cực Lạc mới là thân hoàng rồng, thân vàng rồng, thân đó gọi là thân sắc thân tử ma châm kim, không có đau bệnh. Còn cái thân này là cái thân tạo nên nghiệp, lấy thịt chúng sanh đắp vô thịt của mình, để rồi phải mang nghiệp, rồi đọa lạc. Thấy chưa? Thôi giờ mình ăn rau ăn cỏ đi, đâu có sao đâu. Chúng tôi 12 tuổi đến bây giờ 42 tuổi ăn rau ăn cỏ, hôm qua cân đến 78kg. Ở chiều mình không ăn mà nó cũng không xuống ta. Cho nên cái này là cái điều mà chúng tôi nói bằng cái sự chân thành lắm đấy. Mà hôm nay rất nhiều người hưởng ứng, cho nên thành ra họ ngồi họ nghe thinh thích. Nhìn cái mặt thấy coi kìa. Quan hỷ không ạ? Nhìn con mắt đâm chiêu lên đây là biết rồi.
thực sự muốn ngưng lắm mà sao nó không muốn ngưng hả? Cứ nói hoài đến 11:30 rồi. Thì trong lòng nó cảm xúc, từng mình mới gặp nhau một lần đó mà. Thôi giờ hết giờ, giờ mình đứng dậy ha. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An, Đức Trọng Lâm Đồng, Việt Nam tổ chức cộng tu một ngày chủ nhật hàng tuần. Hôm nay quý Phật tử phát Bồ Đề tâm bỏ tịnh tài ra để mua tất cả các loài chúng sanh này, quý vị được công đức tài thí là làm việc gì cũng được kiếp lợi đầy đủ của cải vật chất. Tất cả các loài chúng sanh hôm nay quý vị mua về đây được quy tâm bảo sám hối nghiệp chướng, nghe bản đức hồng danh A Di Đà Phật là quý vị bố thí pháp là được trí tuệ sáng suốt, làm việc gì cũng được kiết lợi. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn, con gà, con ếch, con lươn, con rắn này bị cắt cổ nhỏ lông, chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi rên la, quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu. Đó là 10 công đức trong kinh Phật dạy. Này tất cả các loài chúng sanh, trong kinh Phật vẫn dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy nhiên tánh Phật quý vị do phiền não tham sân si che lấp, nghiệp chướng sâu dày, không biết bố thí cúng dường mà keo rít ganh tị tạo nhiều nghiệp ác, phải mang thân gà, thân lươn, thân rắn, thân cá. Trong kinh dạy luân hồi nhiều kiếp, người chết làm gà, gà chết làm người, người chết làm chim, chim chết làm người, người chết làm cá, cá chết làm người, luân hồi sanh tử bao nhiêu đời. Hôm nay quý vị được nhân duyên trở về tịnh thất Quan Âm để nghe được vạn đức hồng danh A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài điển pháp giới. Cúng dường thập phương tam bảo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sái tâm thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng duyên diệt tội tiêu khiên. Hỏa diệm hóa hồng liên, nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát, nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới. Cá trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ. Nguyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng, sái khô mộc nhi tác dương xuân khí ế ban nhi thành tịnh đồ. Sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trường quế thánh hoàng vô hiện tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lừa thị. Năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên vô ế tặng nguyên trì phổ sáng pháp duyên tất thanh tịnh. Này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô A Di Đà Ma Da Ma Ma Da Ma Da Ma Di Đà Ma Ba Di A Di Đà Đà Tấn Tam Ba Di A Di Đà Đà Di Đà Lan Đế A Di Đà Đà Di Đà Lan Đà Da Di Đà Đà Da Ma Di Đà Ca Đề Ta Ba Nam mô A Di Đà Ma Di ca di ca lan đa ya di di ya ya na ti đa ca lệ ba ba ha nam mô a di đà ba ya đa ba đa ya đa di đa ca a di di đô ba di a di di đa tấn tam ba di a di di đa di ca lan đế a di di đa di ca lan ya di di ai thầy chúng sanh diệu âm ai quý pháp
ti dụ trung tâm. Ai hài chúng sanh diệu âm ơi, quý y tăng chúng trung tâm ma chúng sanh đã quý y Phật rồi Phật hòa địa ngục. Đã quý y ma rồi Phật hòa ngạ về ở chúng sanh đã quý y Bất hòa bàn sanh là chúng sanh đã tạo cả ác nghiệp mà đều có vô thị tham sân si. Từ thân nguyện thấy má sanh ra chúng sanh mày đều sinh sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Ma chúng sanh ơi, ở chân tay thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Yeah.